Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 32. Chỉ là một võ đế sơ kỳ, hắn chính là con kiến hôi kế thừa ám dạ vương. Chính là hắn muốn cưới Mộ Thiên Thiên. Tên phế vật này có tư cách gì? Thù giết em trai. Lại thêm Dương Thiên sớm đã để ý Mộ Thiên Thiên, Mộ Thiên Thiên chính là báu vật trong lòng hắn. Dương Thiên bất giác nhìn Mộ Thiên Thiên một cái. Chỉ thấy khuôn mặt của Mộ Thiên Thiên nóng bừng, trong đôi mắt mang theo vẻ mơ màng và ái mộ không che giấu nổi. Diệp Bắc Minh thay mãng bão của ám dạ vương, lại thêm trên người anh tỏa ra khí thế độc tôn chỉ mình anh có. Hai chân của Mộ Thiên Thiên mềm nhũn, chìm đắm. Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, Dương Thiên tiến lên một bước, chặn xe rồng quát lớn, ai cho mày cái gan ngồi xe rồng hả? Bầu không khí ở cửa hoàng cung bỗng nhiên thay đổi. Mọi người thở gấp, chấn hãi nhìn sang Dương Thiên. Viên công công cười lạnh lùng một tiếng, đại tướng quân, đây là ý của trưởng công chúa, cậu có ý kiến sao? Cái gì, trưởng công chúa? Dương Thiên ngẩn người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Là trưởng công chúa? Như vậy là sao? Mọi người quay sang nhìn nhau. Dương Kiếm Hùng đột nhiên vỗ đùi, a, tôi biết rồi. Chẳng phải có tin truyền ra, trưởng công chúa là sư tỷ của kẻ này sao? Đỗ Hoành Đồ và Tần Ngũ Cửu kinh ngạc nhìn qua, chuyện này là thật ư? Dương Kiếm Hùng nhìn Diệp Bắc Minh sâu sắc một cái, sợ rằng là thật đấy. Sắc mặt những người xung quanh biến ảo bất định. Giọng của Viên Công Công vang lên, đại tướng quân, cậu còn không nhường đường. Dương Thiên chán nổi gân xanh, cũng không dám đắc tội với trưởng công chúa, chỉ đành lui xuống. Không ngờ. Diệp Bắc Minh lên tiếng, Viên Công Công, đợi đã. Viên Công Công ngẩn người, điện hạ, sao thế? Diệp Bắc Minh hỏi lại một câu, theo pháp luật của Hoàng Triều Đại Chu, nếu có người xông ra chặn tọa giá của Hoàng đế thì là tội gì? Cái gì? Cơ thể của Viên Công Công run lên, khó khăn nhả ra một câu, theo luật, chém tại chỗ. Mọi người kinh hãi. Chẳng lẽ? Quả nhiên. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn Dương Thiên, mày, quỳ xuống. Mày bảo tao quỳ xuống. Trong phút chốc, trong mắt Dương Thiên bùng phát ra tia sáng lạnh thấu xương. Suýt. Các nhân vật lớn như Mộ Bình Phàm, Mộ Thiên Thiên, Đỗ Hoành Đồ, Dương Kiếm Hùng, Tần Ngũ Cửu cũng hít khí lạnh. Đây là đại tướng quân nắm trong tay hàng triệu hùng binh, Diệp Bắc Minh lại dám bảo hắn quỳ. Thịch. 10.000 tinh binh của Dương Thiên đưa đến tay cầm trường thương hùng hổ dậm chân xuống mặt đất. Bùng phát ra khí tức thiên quân vạn mã. Một luồng sát khí cuồn cuộn về phía Diệp Bắc Minh. Suýt suýt suýt. Con ngựa kéo xe rồng sợ đến run lên không ngừng, đều bò rạp dưới đất. Vẻ mặt Viên Công Công biến sắc, vội vàng nói, hiểu nhầm, đều là hiểu nhầm. Ám dạ vương điện hạ, đại tướng quân, hai người không? Diệp Bắc Minh cười, tôi là vương, hắn là tướng quân, tôi bảo hắn quỷ có vấn đề gì sao? Nếu không phải nể mặt tứ sư tỷ, chỉ dựa vào thái độ của Dương Thiên, thì đã là một người chết rồi. Viên Công Công tê dại ra đầu, điện hạ, đây, đây, đây là đại tướng quân đó. Diệp Bắc Minh cười, đại tướng quân thì đã làm sao? Đột nhiên quát một tiếng, quỳ xuống cho bản vương. Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố nghiền áp về phía Dương Thiên. Chống lại khí thế của hàng ngàn tinh binh. Khuôn mặt của Mộ Thiên Thiên nóng bừng, thật thật bá đạo. Một cảm xúc khó hiểu lặng lẽ dâng lên. Cô ta quay đầu nhìn ông nội bên cạnh một cái, ông nội, ông đúng là không nhìn nhầm người. Ánh mắt của Mộ Bình Phàm ở bên cạnh sáng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ vui mừng. Ôi má ơi! Rất nhiều người cúi đầu, đáy mắt sợ hãi. Đỗ Hoành Đồ điên cuồng nuốt nước miếng, ông nói xem đại tướng quân sẽ quỳ xuống không? Dương Kiếm Hùng lau mồ hôi, chắc chắc sẽ không quỳ chứ. Tần Ngũ Cửu lùi lại hai bước, sợ đến kinh hồn bạt vía, ôi trời, này, hai người đừng nói nữa. Sợ chết đi được. Dương Thiên tức đến toàn thân run lên, nắm chặt nắm đấm. Vẻ mặt của hắn hơi dữ tợn, Diệp Bắc Minh, mày thực sự muốn trở mặt cắn xé sao? Diệp Bắc Minh thản nhiên nhả ra hai chữ, ồn ào. Giơ tay nghiền áp xuống Dương Thiên. Cửu U Thần Ma Quyết chưa từng sử dụng đến bùng phát. Dương Thiên như bị sét đánh, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Đại tướng quân, đồng tử của 10.000 tinh binh cùng co lại, sắc mặt trắng bệch vô cùng.
Mộ Thiên Thiên tóm cánh tay của Mộ Bình Phàm, suýt nữa trượt ngã. Khuôn mặt già của Mộ Bình Phàm đỏ bừng, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh trên xe rồng không chớp mắt. Quỳ thật rồi. Những người khác cũng run lên dữ dội, suýt nữa cắn vào lưỡi. Con người của Viên Công Công suýt lồi ra, điện hạ. Diệp Bắc Minh chẳng thèm nhìn Dương Thiên một cái, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Còn có lần sau, chết. Dưới con mắt của mọi người. Xe ngựa trực tiếp đi qua mọi người, tiến vào sâu trong hoàng cung. Mọi người ngẩn ngơ nhìn xe rồng của Diệp Bắc Minh tiến vào hoàng cung. Cảnh tượng dường như dừng lại ở đó. Ánh mắt của mọi người nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Trong đôi mắt của Dương Kiếm Hùng bùng phát ra ánh sáng kinh thiên, không hổ là con cháu đời sau của Ám Dạ Vương, không ai sánh kịp. Tần Ngũ Cửu hít thở dồn dập, vẻ mặt không thể tin nổi, hào quang của kẻ này đã che lấp Dương Thiên rồi. Diệp Bắc Minh. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán, Dương Thiên gầm khẽ một tiếng, chậm rãi đứng lên. Mang theo một luồng ý băng lạnh đi về phía hoàng cung. Lúc này, trong cung điện lớn nhất hoàng cung, Chu Lạc Ly kinh ngạc, cô nói cái gì? Dương Thiên quỳ rồi. Sau khi được biết đầu đuôi sự việc. Phì phì. Chu Lạc Ly phì cười, ha ha ha, tiểu sư đệ, đệ cũng quá. Sắc mặt mấy người xung quanh quái dị, công chúa, người. Chu Lạc Ly thu lại nụ cười, Dương Thiên ngăn cản xe rồng, đã coi thường uy nghiêm của phụ hoàng. Lùi một bước nói, Ám Dạ Vương là vị vương khác họ của Đại Chu, Dương Thiên chỉ là một đại tướng quân nhỏ bé. Ám Dạ Vương làm đúng lắm, còn có lần sau, thì không đơn giản chỉ quỳ vậy thôi đâu. Mấy người bẩm báo quay sang nhìn nhau. Cô cũng thật thiên vị quá rồi đấy. Chu Lạc Ly di chuyển ánh mắt, nhìn ra cửa lớn cung điện, tiểu sư đệ. Cô ấy bước nhanh lên trước đón Diệp Bắc Minh, đẹp trai quá, mãng bào của Ám Dạ Vương rất hợp với đệ đấy. Đệ dứt khoát ở lại Hoàng Triều Đại Chu đi, cả đời làm Ám Dạ Vương là được rồi. Diệp Bắc Minh mỉm cười, sư tỷ, tỷ đừng đùa nữa. Xử lý xong chuyện của nhà họ Diệp, anh còn phải đi tìm hai người Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Cha còn để lại đồ ở Thiên Hạ Đệ Nhất Các, anh vẫn chưa đi tìm. Cũng phải đến Thanh Huyền Tông một chuyến. Đây là yêu cầu của mẹ anh. Đâu thể ở lại Hoàng Triều Đại Chu. Chu Lạc Ly cười xinh đẹp, tỉ đùa thôi, chốc nữa người của Thanh Huyền Tông đến, chúng ta cứ ngồi xuống trước đợi đi. Diệp Bắc Minh bất ngờ, người của Thanh Huyền Tông đến làm gì? Chu Lạc Ly giải thích, thực lực của Thanh Huyền Tông rất lớn, Hoàng Triều Đại Chu là nước phụ thuộc của Thanh Huyền Tông. Dưới Thanh Huyền Tông, còn có mấy nước phụ thuộc giống như Hoàng Triều Đại Chu. Thì ra là vậy. Diệp Bắc Minh hiểu ra. Hai người vừa ngồi xuống. Dương Thiên lập tức đi vào, vẻ mặt không hề dao động. Dường như vừa nãy mình không quỳ vậy. Sau khi Mộ Thiên Thiên vào đại điện, thì thấy Diệp Bắc Minh và Chu Lạc Ly cười nói vui vẻ. Trong mắt lóe lên tia thất vọng. Luận dung mạo, cô ta không kém hơn Chu Lạc Ly. Chỉ là khí chất của hai người khác xa nhau. Giọng của Mộ Bình Phàm vang lên, Thiên Thiên, thích thì theo đuổi, đừng sợ. A, à, Mộ Thiên Thiên đỏ bừng mặt, ông nội, ông nói gì vậy, cháu đâu có thích. Ha ha ha, Mộ Bình Phàm cười lắc đầu, con người của cháu sắp bay ra rồi, ông nội không nhìn ra được chắc. Hơn nữa kẻ này, dừng một chút, đừng quên những lời ông nói với cháu khi ở nhà, nếu cháu thích cậu ta thì càng tốt. Mộ Thiên Thiên suy nghĩ một lúc, trầm mặc gật đầu. Lúc này, một đám thanh niên nam nữ mặc trang phục luyện công bảo vệ cho hai ông lão đi vào đại điện. Một luồng khí tức như dã thú tỏa ra. Cả đại điện lập tức yên tĩnh. Chu Lạc Ly kiêng sợ nhìn qua. Diệp Bắc Minh lướt ánh mắt nhìn qua. Hai ông lão đều bùng phát ra khí tức thánh cảnh trung kỳ. Những thanh niên nam nữ đó đều cùng cảnh giới hợp nhất. Nhìn thấy đám người này. Dương Thiên kích động tiến lên, sư phụ, từ sư thúc. Cuối cùng hai người cũng đến rồi. Hắn nén thấp giọng, nói mấy câu chỉ có mấy người có thể nghe thấy. Ồ, còn có người bắt con quỳ. Một ông lão trong đó sầm mặt xuống, là ai mà to gan như vậy, dám bắt đệ tử của ta quỳ. Sư phụ, con là đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu, không thể ra tay với hắn. Dương Thiên lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, bây giờ con chỉ cần sư phụ làm chủ cho con, để con và hắn đấu một trận công bằng. Chu Lạc Ly thầm kêu không hay rồi.
Ánh mắt của hai ông lão nhìn qua, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Bắc Minh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng ngẩn người. Sau đó quay sang nhìn nhau, dùng bí pháp truyền âm, quả nhiên là cậu ta. Nghe nói kiếm long đồ xuất hiện ở Hoàng Triều Đại Chu. Rốt cuộc có phải hay không, bắt cậu ta giao ra xem là biết ngay. Nếu đúng là thanh kiếm đó, chúng ta sẽ lập công lớn rồi. Cùng lúc đó, trong đầu của Diệp Bắc Minh vang lên giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, cậu nhóc, trên người ông lão này có khí tức của mẹ cậu. Khí tức của mẹ tôi, như vậy là sao? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại. Nhìn một ông lão trong đó, người này chính là Hoàng Phi Hổ, sư phụ của Dương Thiên. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, sau khi tôi hồi phục một phần thực lực, nghĩ đến một vài chuyện. Mẹ cậu đã từng đến Thanh Huyền Tông, hơn nữa còn để lại một số thứ ở Thanh Huyền Tông. Trong đó có một thứ, có lẽ là ở trên người ông lão này. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động, ồ, rốt cuộc là thứ gì? Lúc này, đám người Thanh Huyền Tông tiến lên, Hoàng Phi Hổ lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, là cậu đã sỉ nhục đệ tử của tôi. Cậu cũng thật to gan đấy. Một ám dạ vương của nước phụ thuộc nhỏ bé, dám bắt đệ tử của Thanh Huyền Tông quỳ. Trong đại điện lập tức yên tĩnh. Sắc mặt mọi người biến ảo bất định. Mộ Thiên Thiên hơi căng thẳng, ông nội, hình như người của Thanh Huyền Tông muốn gây chuyện với Diệp Bắc Minh. Mộ Bình Phàm gật đầu, đúng là rắc rối rồi, nhưng có lẽ cậu ta có thể xử lý. À, Mộ Thiên Thiên hơi bất ngờ. Ông nội cũng tin tưởng Diệp Bắc Minh quá rồi. Dương Kiếm Hùng thấp giọng hỏi, Lão Đỗ, Lão Tần, hai người cảm thấy tên Diệp Bắc Minh này sẽ làm thế nào? Đỗ Hoành Đồ cau mày, khẽ lắc đầu, đắc tội với Thanh Huyền Tông, không có kết cục tốt đẹp đâu. Khuôn mặt già của Tần Ngũ Cửu vô cùng kiêng sợ, dù sao chúng ta cũng là nước phụ thuộc của Thanh Huyền Tông, đâu thể xung đột với người của Thượng Tông. Nếu tôi là Diệp Bắc Minh, cứ nhận thua trước rồi tính. Mọi người yên lặng chờ đợi. Chu Lạc Ly sầm mặt, Lão Hoàng, Dương Thiên là đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu, quỳ trước ám dạ vương chẳng lẽ không bình thường sao? Hoàng Phi Hổ âm lạnh nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Dương Thiên không chỉ là đại tướng quân của Hoàng Triều Đại Chu, mà còn là đệ tử của Hoàng Phi Hổ tôi. Kẻ này sỉ nhục Dương Thiên, chính là sỉ nhục tôi. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng, tôi sỉ nhục đấy, ông muốn thế nào hả? Ra mặt cho tên đồ đệ phế vật đó của ông hả? Cái gì? Trái tim mọi người đập thình thịch, giọng điệu này hơi không đúng. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng. Hoàng Phi Hổ hơi kinh ngạc, không ngờ Diệp Bắc Minh dám nói chuyện với lão ta bằng thái độ này. Ông lão Từ Huyền Võ bên cạnh cười, Lão Hoàng, xem ra tên nhóc này vốn không biết Thanh Huyền Tông là thế nào. Ở trước mặt cậu ta, ông không có chút uy tín nào. Ông lão này xem trò vui còn không sợ lớn chuyện. Khuôn mặt già của Hoàng Phi Hổ đen xì. Trong con mắt đầy sát ý băng lạnh, cậu nhóc, khi còn trẻ đừng quá hống hách, nếu không... Chết thế nào cũng không biết đâu. Đừng nói tôi ức hiếp cậu, tôi cho cậu một cơ hội. Cậu và Dương Thiên lên đài võ đạo, đấu một trận công bằng. Sống chết có số. Cậu, có dám không? Một luồng khí tức cường mạnh nghiền áp đến. Diệp Bắc Minh cười, tôi chỉ thể hiện uy thế một chút, hắn ta đã sợ quỳ xuống rồi. Còn cần thiết phải đấu không? Dương Thiên tức đến đỏ bừng mặt, Diệp Bắc Minh. Tao quỳ hoàn toàn là vì mày là ám dạ vương, tao là đại tướng quân. Cho nên tuân thủ lễ tiết của Hoàng Triều Đại Chu, mày cho rằng tao sợ mày thật sao? Hôm nay, tao từ bỏ chức vị đại tướng quân, chỉ để giết mày. Vãi! Đại tướng quân từ bỏ chức vị. Hoàn hiện trường xôn xao. Diệp Bắc Minh cười đầy ý sâu xa, mày chắc chắn không? Dương Thiên đỏ mắt. Hắn thực sự bị Diệp Bắc Minh dùng sức mạnh cưỡng ép phải quỳ xuống. Nhưng, Dương Thiên không phục, thực lực của Diệp Bắc Minh cũng chỉ là cảnh giới võ đế thôi. Hắn là cảnh giới hợp nhất, cao hơn đối phương mấy cảnh giới lớn. Chỉ cần lên đài võ đạo, tùy tiện đánh có thể giết Diệp Bắc Minh. Giết Diệp Bắc Minh, Hoàng Triều Đại Chu vẫn phải cần đến hắn. Chắc chắn sẽ xin hắn ta trở lại chức vị đại tướng quân của hắn. Nghĩ đến đây. Dương Thiên tức giận quát, Diệp Bắc Minh, mày nói xem có dám đấu với tao một trận không đi. Diệp Bắc Minh cười thản nhiên, tại sao tao không dám? Dương Thiên quát một tiếng, người đâu,
chuẩn bị chống trận cho tôi. Diệp Bắc Minh, đi, lên đài võ đạo. Diệp Bắc Minh còn chẳng có ý nhìn Dương Thiên thêm một cái, giết mày, việc vì phải lên đài võ đạo. Trực tiếp tát một cái ra. Một luồng khí tức màu đen nổi lên. Hóa thành một bàn tay khổng lồ. Phập, một trường nghiền áp xuống. Dương Thiên ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, hóa thành xương máu tại chỗ. Việc này, mọi người tỏ vẻ mặt kinh hãi. Mộ Thiên Thiên đúng là không dám tin. Mộ Bình Phàm cũng ngẩn người, vốn không ngờ được Diệp Bắc Minh dám giết Dương Thiên trước mặt nhiều người. Đại tướng quân chết rồi. Đám người Đỗ Hoành Đồ, Dương Kiếm Hùng, Tần Ngũ Cửu giật mí mắt không ngừng. Đồng tử của Hoàng Phi Hổ co lại, Đồ Nhi. Xúc sinh, mày dám giết đệ tử của Hoàng Phi Hổ tao. Chu Lạc Ly lạnh mặt, lão Hoàng, đấy là ông nói, sống chết có số. Bao nhiêu người ở đây làm chứng, chẳng lẽ lão Hoàng phủ nhận lời của chính mình sao? Cô! Hoàng Phi Hổ tức đến nhảy lên như sấm, trừng mắt kiêng rè nhìn Diệp Bắc Minh một cái xong, mau chóng bỏ đi. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe lên, tứ sư tỷ, đệ còn có việc đi trước đây. Chu Lạc Ly suy nghĩ một lát, được, tỷ lại liên lạc với đệ sau. Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Diệp Bắc Minh trực tiếp thay quần áo trước đó, tháp càn khôn chấn ngục. Tìm kiếm vị trí của đám người Thanh Huyền Tông cho tôi. Một lát sau, giọng của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, bọn họ ra khỏi thành rồi, về hướng Tây Nam 300 dặm. Nhanh thế, Diệp Bắc Minh không hề chần chừ, trực tiếp đuổi theo. Đám người Thanh Huyền Tông dừng lại, cắm lều dựng trại trong một sơn cốc. Trước một đống lửa trại, ánh lửa bập bùng trước khuôn mặt già của Hoàng Phi Hổ, huyết mạch ma tộc và kiếm long đồ cùng xuất hiện. Chỉ đáng tiếc, tôi vốn muốn để Dương Thiên thử thực lực của kẻ này. Tuyệt đối không ngờ, Dương Thiên đúng là phế vật, lại không đỡ được một trường. Khuôn mặt già của Từ Huyền Võ nghiêm trọng, xem ra kẻ này đúng là con trai của Diệp Thanh Lam. Lúc được biết tin này, tôi còn thấy khó mà tin được. Người phụ nữ đó lại mang thai nhiệt chủng ma tộc thật, hơn nữa còn sinh nó ra. Cái tát vừa này ông nhìn thấy chưa? Hoàng Phi Hổ hơi kiêng sợ, nhìn thấy rồi. Khí tức màu đen đó, chắc chắn là ma khí. Người bình thường không phát hiện ra được, nhưng không lừa được con mắt của tôi. Từ Huyền Võ hơi nghi hoặc, tên nhóc đó sẽ không đuổi theo chúng ta chứ? Hừ! Hoàng Phi Hổ hừ một tiếng, cho dù đuổi theo ra thì đã làm sao, hai thánh cảnh trung kỳ chúng ta, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Cũng phải! Từ Huyền Võ suy ngẫm gật đầu, theo như tình báo, có lẽ kiếm long đồ cũng ở trong tay tên nhóc này. Để an toàn, chúng ta vẫn nên về báo cáo chủ nhân rồi tính. Nghe cuộc trò chuyện của hai người. Sắc mặt Diệp Bắc Minh biến ảo bất định. Chẳng trách anh cảm thấy hai ông lão thánh cảnh này giống như thiểu năng trí tuệ. Thì ra họ không phải thiểu năng trí tuệ, mà là thăm dò mình. Hai người này lại biết thân thế của anh. Hơn nữa còn nhắc đến tên của mẹ. Kiếm long đồ là thế nào? Trong đầu anh vụt lên linh quang, chẳng lẽ là kiếm đoạn long? Diệp Bắc Minh mau chóng hỏi, tháp càn khôn chấn ngục, kiếm đoạn long rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, theo quy tắc, tôi không thể nói cho cậu biết lai lịch của kiếm đoạn long. Nhưng tôi có thể nói với cậu, kiếm đoạn long rất mạnh, hơn nữa còn có tác dụng khác. Tác dụng khác? Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tác dụng của vũ khí, chẳng lẽ không phải là để chém giết sao? Đối với anh... Kiếm đoạn long là một thanh vũ khí sắc bén có thể giết được tất cả. Tháp càn khôn chấn ngục trầm mặc. Diệp Bắc Minh biết tháp càn khôn chấn ngục có hạn chế, nghiêm mắt lại, nhìn sang hai người Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ, xem ra chỉ có hỏi hai người này thôi. Anh tiến đến gần sơn cốc. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, cậu nhóc, cậu suy nghĩ kỹ chưa? Hai người này là thánh cảnh trung kỳ, với cảnh giới của cậu, vốn không phải là đối thủ của thánh cảnh. Cho dù tôi toàn lực bùng phát, cũng chỉ có thể giết được một người trong đó. Chân nguyên của cậu sẽ tổn hại 90% trở lên. Chân nguyên còn lại không đủ để giết người còn lại. Trừ phi cậu dùng kiếm đoạn long đánh lén ở khoảng cách gần, nhưng hai người này biết lai lịch của kiếm đoạn long, đánh lén là việc không thể nào. Diệp Bắc Minh nhìn sơn cốc phía trước. Trầm mặc một lát sau, Long Đế, giúp tôi một việc. Cậu nói đi. Trước đống lửa trong sơn cốc, tai của Hoàng Phi Hổ khẽ động. Từ Huyền Võ nheo mắt.
hai người cùng nhìn qua lối ra vào của sơn cốc. Ai đấy? Ra đây cho tao! Quát lên một tiếng. Cùng đứng lên, nhìn sơn cốc bị bao trùm bởi bóng tối. Liền sau đó, một người toàn thân bao trùm bởi huyết xương đi đến, mang theo mùi máu tanh vô cùng nồng nặc. Kha kha kha! Người máu cười quái dị một tiếng, nửa đêm nửa hôm, không ngờ có thể gặp được mấy tiểu bối ở nơi này. Làm sao, nơi này là nhà ông hả? Tôi đi qua chỗ này còn phải hỏi ý kiến của hai người hả? Tiểu bối! Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ ngẩn người. Bọn họ là thánh cảnh trung kỳ. Đối phương lại nói họ là tiểu bối, chẳng lẽ cảnh giới của người máu này cao hơn bọn họ? Trực tiếp thăm dò. Bù! Một luồng khí tức khủng bố ập đến. Giọng của người máu giống như truyền ra từ địa ngục, dám thăm dò cảnh giới của tôi, muốn chết hả? Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ sợ đến quỳ xuống đất, tiền bối, xin ngài thứ tội. Tê dại ra đầu. Khí tức này, vượt xa trên cả thánh cảnh. Người máu trực tiếp ra tay, tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Từ đầu ngón tay phát ra một đường hào quang màu đỏ rực, ập về phía Hoàng Phi Hổ. Ngài! Vẻ mặt Hoàng Phi Hổ biến sắc, đang định phản kháng. Từ Huyền Võ trừng mắt nhìn lão ta một cái, mau chóng truyền âm, ông dám phản kháng. Ông điên rồi hả? Hoàng Phi Hổ chỉ có thể chịu một đòn này. Phụt! Bả vai nổ tung, máu tươi đầm đìa. Sắc mặt Hoàng Phi Hổ lập tức tái nhợt, đa tạ tiền bối tha mạng. Hừ! Người máu lạnh lùng hừ một tiếng, vừa nãy huyết mạch ma tộc mà các ông nói là thế nào? Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ kinh hãi. Hai người vốn không phát hiện có người ở gần đây, vậy mà bị người bao trùm huyết xương toàn thân này nghe được cuộc trò chuyện. Xem ra thực lực của người này thực sự cao hơn bọn họ quá nhiều. Hoàng Phi Hổ thầm thấy may mắn, cũng may mình không phản kháng. Nếu không đã chết rồi. Hoàng Phi Hổ tiện miệng giải thích, tiền bối, chúng tôi phát hiện một nghiệt chủng của huyết mạch ma tộc thôi, ngài sẽ không hứng thú đâu. Người máu cười quái dị hai tiếng, kha kha kha, tôi lại có hứng thú đấy. Từ Huyền Võ trừng mắt nhìn Hoàng Phi Hổ một cái, mẹ kiếp, ông thật lắm lời. Mau chóng nói, tiền bối, chúng tôi đến từ Thanh Huyền Tông, mẹ của nghiệt chủng đó đã từng là đệ tử của Thanh Huyền Tông. Chỉ tiếc là sau này bà ta không biết xấu hổ, kết giao với ma tộc. Nghiệt xúc đó chính là con trai của họ. Bù! Huyết xương của người máu bập bùng lên như ngọn lửa. Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ kinh ngạc, tiền bối, chúng tôi nói sai gì sao? Giọng của người máu lạnh lùng truyền ra, các ông còn biết điều gì? Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ cảm thấy hơi kỳ lạ. Quay sang nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Từ Huyền Võ tiếp tục giải thích, tình hình cụ thể, chúng tôi cũng không biết, người phụ nữ đó tên là Diệp Thanh Lam. Hình như là một kẻ nhà quê đến từ một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi tên là Côn Luân Hư. Nhưng kẻ nhà quê này có thiên phú không tệ, khi ở Thanh Huyền Tông, cũng phá được vài kỷ lục. Chỉ tiếc là, con tiện nhân này vô cùng dâm đãng, lại giao hoan với ma thú. Sinh ra một tên tạp chủng, trên người tên tạp chủng này có rất nhiều bí mật, chúng tôi muốn biết thôi. Ầm ầm, ngọn lửa trên người càng bùng cháy thêm ba phần, kiếm long đồ đó là bí mật của hắn. Từ Huyền Võ ngẩn người, nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh. Đôi mắt già nua của Hoàng Phi Hổ lóe lên, tiền bối, kiếm long đồ là thần kiếm đứng thứ 9 của đại lục chân võ, ngài lại không biết sao. Người máu thản nhiên lên tiếng, đương nhiên tôi biết. Chỉ là tại sao kiếm long đồ đó lại ở trong tay người đó. Vừa dứt lời. Soạt. Hoàng Phi Hổ trực tiếp ra tay, một luồng khí tức cường mạnh bùng phát ra, tấn công một quyền về phía lồng ngực của người máu. Từ Huyền Võ dậm chân, mặt đất nứt ra. Ông ta lấy ra một thanh trường đao màu đen từ trong nhẫn chữ vật, chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh. Quát lên một tiếng, phong tỏa lối ra vào sơn cốc cho tôi, đừng để tên xúc sinh này chạy mất. Rõ. Những đệ tử khác của Thanh Huyền Tông đều xuất quân. Canh giữ lối ra vào sơn cốc. Ầm ầm. Hai người thánh cảnh trung kỳ cùng giết đến, người máu nhanh chóng né tránh. Huyết xương bao trùm toàn thân biến mất, lộ ra khuôn mặt thật. Chính là Diệp Bắc Minh. Xúc sinh, quả nhiên là mày. Hoàng Phi Hổ bùng phát ra một tiếng gào thét tức giận kinh thiên động địa, kiếm long đồ không phải là thần kiếm đứng thứ 9 đại lục chân võ gì hết. Nếu thực lực của mày cường mạnh hơn bọn tao,
làm sao không biết bảng xếp hạng thần kiếm của đại lục chân võ? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh băng lạnh, chiến một trận là điều khó tránh. Giơ móng vuốt, gru, tiếng rồng gầm vang lên. Kiếm đoạn long xuất hiện trong tay, một con huyết long từ trong kiếm đoạn long bùng phát ra. Ánh mắt Hoàng Phi Hổ sáng lên, vô cùng kích động, quả nhiên là kiếm long đồ. Súc sinh, giao kiếm long đồ ra, tao cho mày chết nhẹ nhàng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng chưa từng có, sỉ nhục mẹ của tôi, các ông đáng chết. Hoàng Phi Hổ càn rỡ cười dữ tợn, ha ha ha. Mẹ của mày, loại phụ nữ tình nguyện dâm loạn với ma tộc. Muốn chết hả? Đôi mắt của Diệp Bắc Minh tràn đầy tia máu, tức giận gào thét một tiếng. Tay cầm kiếm đoạn long xông lên. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục kinh ngạc, nhóc con, đừng kích động, đối diện với hai thánh cảnh trung kỳ, cậu không phải là đối thủ. Lúc này, trái tim của Diệp Bắc Minh dường như có lửa giận kinh thiên đang bùng cháy. Máu nóng sôi sục, long đế quyết điên cuồng vận hành, máu trong người anh cũng sắp cháy lên. Đồng thời, anh vận hành cửu u thần ma quyết. Ầm ầm, ma khí màu đen và huyết xương đang cuồn cuộn, sau lưng xuất hiện hư ảnh chân long màu đen. Tam thiên lôi minh, trên cả không trung sơn cốc, sấm sét vang dội, điện chớp khủng bố giáng xuống. Diệp Bắc Minh chưa từng chiến đấu toàn lực như vậy. Mấy lời nói vừa nãy hoàn toàn cháy lên ngọn lửa giận vô tận trong lòng anh. Giết! Hoàng Phi Hổ kinh ngạc, vãi, khí thế này cũng lớn quá rồi. Từ Huyền Võ lại cười điên cuồng, ha ha ha, xem ra trong tay tên nhóc này còn có rất nhiều bí mật. Chỉ dựa vào những điều kỳ lạ này, sợ rằng trong tay hắn còn có võ kỹ cao siêu hơn. Lão Hoàng, cùng liên thủ, bắt tên tạp chủng này. Rồi từ từ hành hạ, ép hỏi ra bí mật của hắn. Hoàng Phi Hổ cười gật đầu, tôi cũng có ý này. Tiểu tạp chủng, bây giờ giơ tay chịu trói, thì còn có cơ hội sống. Hoàng Phi Hổ cười hung dữ một tiếng, trong tay có thêm một thanh bảo đao đen nhánh, chém rạch không khí. Xoạt xoạt xoạt, mấy ngàn đường đao khí, cực kỳ kinh hãi nghiền áp đến. Diệp Bắc Minh cầm kiếm đoạn long tấn công đến, toàn bộ đao khí bùng nổ, trong sơn cốc lập tức đổ nát nghiêm trọng. Chịu một thương của tao đi. Đồng thời Từ Huyền Võ tấn công đến. Các đệ tử Thanh Huyền Tông trố mắt há hốc miệng. Rốt cuộc tên nhóc này là ai, thực lực lại khủng bố như vậy. Từ khí thức của hắn bùng phát ra có thể thấy, kẻ này mới chỉ là cảnh giới võ đế nhỏ bé, lại cần hai trưởng lão thánh cảnh cùng ra tay. Đồng tử của mấy người điên cuồng co lại. Phập một tiếng vang lên. Trường thương trong tay Từ Huyền Võ trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Ông ta không những không nổi giận, ngược lại còn vô cùng vui mừng, ha ha ha, không hổ là kiếm long đồ. Lại có thể tấn công vỡ thương hắc thủy thánh phẩm của tao. Đồ tốt, nhóc con, mày không xứng sử dụng thanh kiếm này, mang lại đây đi. Từ Huyền Võ vô cùng tự đại, tóm về phía kiếm đoạn long. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Chém một đường kiếm về phía cánh tay của Từ Huyền Võ. Từ Huyền Võ cảm thấy nguy hiểm, không đúng. Không hay rồi. Có vấn đề. Tốc độ của thánh cảnh rất nhanh, lúc kiếm đoạn long giáng xuống, ông ta mau chóng né tránh. Phụt, phụt tránh không kịp, ông ta kêu thảm một tiếng, bay ra xa. Sượt 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 lùi lại mấy chục bước mới dừng lại. Cúi đầu nhìn, lồng ngực có thêm một vết thương sâu có thể nhìn thấy cả xương. Suýt, Từ Huyền Võ hít khí lạnh. Nếu ông ta chậm nửa phút, sợ rằng sẽ bị Diệp Bắc Minh giết bằng một đường kiếm. Việc này, các đệ tử của Thanh Huyền Tông biến sắc mặt. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Kẻ này có thể dùng thực lực võ đế đánh thánh cảnh bị thương. Đúng là không thể tin nổi. Hoàng Phi Hổ kinh hãi, lão Từ, ông có sao không? Không sao. Từ Huyền Võ lắc đầu. Đôi mắt ông ta đầy máu, mang theo sát khí băng lạnh, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Đồ tạp chủng, mày dám đánh tao bị thương. Mẹ kiếp. Mày đúng là đáng chết. Một tên tạp chủng trong cơ thể chảy dòng máu ma tộc, lại dám đánh tao bị thương. Chết đi cho tao. Phập. Từ Huyền Võ bỗng dậm mạnh chân, khí thế tăng vọt. Đầu gối hơi khuỵu xuống, nhanh như điện giật, xuất hiện trước người Diệp Bắc Minh giống như mãnh hổ. Tấn công ra một quyền. Thánh cảnh ra tay toàn lực, Diệp Bắc Minh cũng không phản ứng kịp. Từ Huyền Võ thấy vậy, nhếch miệng cười, đồ tạp chủng. Bí mật trên người mày,
tao muốn có chắc rồi. Kiếm long đồ của mày, tao cũng lấy. Sau khi mày chết, tao sẽ nghiền xương cốt mày thanh cho bụi, nhớ kỹ kiếp sau đừng chọc vào tao. Diệp Bắc Minh đang định ra tay. Đột nhiên, từ trong cơ thể của anh bùng phát ra một luồng ma khí màu đen. Bao quanh bên ngoài cơ thể của anh, như hình thành một bộ giáp. Phập, một quyền này của Từ Huyền Võ giáng xuống lồng ngực của Diệp Bắc Minh, bị ma khí chặn lại. Rắc rắc, một tiếng giòn tan vang lên. Một cảnh khiến mọi người chấn kinh xuất hiện. Nắm đấm của Từ Huyền Võ lại, nổ tung. A, à, tiếng đau đớn dữ dội xé tim xé phổi vang lên, khuôn mặt già của Từ Huyền Võ méo mó, thế này là sao? Cơ thể của tên xúc sinh mày làm sao có thể chịu được quyền này của tao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Diệp Bắc Minh cũng ngẩn người, có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hiểu ra, vãi, bản tháp biết rồi. Cậu đã dung hợp con mắt thần ma, hấp thụ ma khí trong giếng tử vong. Tôi đã quên mất bản thân cậu là cơ thể bán ma, cho nên độ mạnh cơ thể rất khủng bố. Những ma khí bao trùm bên ngoài cơ thể cậu giống như một tầng bảo vệ đao thương không đánh vào được. Diệp Bắc Minh bất ngờ vui mừng. Không sợ đòn tấn công của thánh cảnh. Quá đã. Soạt. Từ Huyền Võ nhanh chóng lùi lại. Khóe miệng Diệp Bắc Minh hiện lên ý cười như ma quỷ, lão chó, bây giờ muốn chạy, không thấy đã quá muộn rồi sao? Tay cầm kiếm Đoạn Long, chủ động xông lên trước. Chém một kiếm nghiền áp xuống. Đã có ma khí hộ thể, thì không có gì phải sợ. Đồng tử của Từ Huyền Võ co lại. Lão Từ, cẩn thận. Hoàng Phi Hổ từ bên cạnh tấn công đến. Diệp Bắc Minh quay đầu đập một kiếm lên, bảo đao màu đen trong tay Hoàng Phi Hổ gãy thành hai mảnh. Hoàng Phi Hổ bị đánh đến bùng nổ, cổ tay không ngừng run lên. Mày, sức mạnh thật khủng bố, tiểu tạp chủng, mày. Còn chưa nói hết câu. Diệp Bắc Minh xuất hiện trước mặt Hoàng Phi Hổ giống như quỷ mị. Đâm một đường kiếm về phía đan điền của Hoàng Phi Hổ. Đợi khi Hoàng Phi Hổ phản ứng lại, thì đã muộn. Phụt, kiếm Đoạn Long đâm vào đan điền. Băng lạnh, quặn đau, sợ hãi. Lúc này, Hoàng Phi Hổ cảm thấy chân nguyên nhanh chóng chảy dần. Đan điền bị hủy, lập tức trở thành một phế nhân, đan điền của tôi. A, à, đan điền của tôi. Xúc sinh, mày lại phế đi đan điền của tao. Mày có biết tao là ai không? Diệp Bắc Minh chém một kiếm xuống. Phụt. Một cái chân của Hoàng Phi Hổ bị anh trực tiếp chém gãy, còn dám nhiều lời thêm một chữ, giết. Mày. Hoàng Phi Hổ run run đôi môi. Bỗng nhiên, Diệp Bắc Minh cảm nhận được nguy hiểm ập đến từ phía sau. Soạt. Một luồng sát khí giáng xuống. Anh quay người đâm một kiếm ra. Phụt. Từ Huyền Võ vừa hay tấn công đến, giống như chủ động đụng vào kiếm Đoạn Long, đan điền bị đâm xuyên. Diệp Bắc Minh tóm chặt bả vai của Từ Huyền Võ, ném xuống đất như ném chó chết. Từ trưởng lão, mấy đệ tử của Thanh Huyền Tông vô cùng kinh sợ. Lúc này, trong con mắt của Diệp Bắc Minh bùng cháy ngọn lửa giận ngút trời, thứ nhất, các ông không nên sỉ nhục mẹ tôi. Anh giơ tay lên là giáng một kiếm. Phụt. Trực tiếp chém gãy chân của hai người Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ. A, à, hai người kêu thảm. Các đệ tử khác của Thanh Huyền Tông ngẩn người, nằm mơ cũng không ngờ Diệp Bắc Minh quyết đoán như vậy. Diệp Bắc Minh tiếp tục cất giọng lạnh như băng, thứ hai, các ông không nên mở miệng ra là kêu xúc sinh. Phụt, kiếm thứ hai giáng xuống. Hoàng Phi Hổ mất một cánh tay. Từ Huyền Võ mất một cái chân. Mày! Đôi mắt của hai người không ngừng run lên, trong lòng nổi lên nỗi sợ hãi vô biên đang gặm nhấm nuốt chửng bọn họ từng chút từng chút. Hoàng Phi Hổ vội vàng nói, Diệp Bắc Minh, có gì từ từ nói, chúng tôi biết sai rồi, không nên đối xử với cậu như vậy. Từ Huyền Võ gật đầu theo, đúng thế, có gì từ từ nói. Chúng tôi là trưởng lão của Thanh Huyền Tông, cậu hại bọn tôi như này, nếu Thanh Huyền Tông biết thì cậu cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ cần cậu chịu tha cho tôi. Tôi bảo đảm không gây chuyện với cậu. Hoàng Phi Hổ bò dưới chân Diệp Bắc Minh, chúng tôi tình nguyện lấy tấm lòng võ đạo ra thề, chỉ cần cậu tha cho chúng tôi một mạng. Nghe thấy hai người cầu xin. Diệp Bắc Minh cười, bắt đầu từ lúc hai người sỉ nhục mẹ tôi, thì đã là người chết rồi. Nói ra tất cả những gì các người biết, nói cho tôi biết kiếm long đồ mà các ông nói là thế nào. Có lẽ,
tôi có thể đồng ý cho hai người chết nhẹ nhàng. Anh vốn định trực tiếp lục soát thần hồn. Nhưng lo sợ hai người này sẽ giống như Chu Thái Sư, bị hạ thần chú. Lục soát thần hồn trực tiếp giết chết hai người này. Hai người quay sang nhìn nhau, đồng tử điên cuồng co lại. Hình như Hoàng Phi Hổ đã quên đi hoàn cảnh của mình, trong lòng bùng lên cơn lửa giận, xúc sinh, mày. Lời uy hiếp còn chưa nói ra. Phụt, phụt, phụt. Diệp Bắc Minh giơ tay ném ra 13 cây kim châm. Cắm vào trong huyệt đạo của Hoàng Phi Hổ. Trong tích tắc, Hoàng Phi Hổ cảm giác như có hàng vạn trùng độc đang gặm nhấm máu thịt của lão ta. A! À, phát ra tiếng kêu thảm xé gan xé phổi. Không ngừng lăn lộn dưới mặt đất. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn lão ta, cơ thể con người có 1440 huyệt đạo, 159 huyệt đạo trong đó, bất kỳ huyệt đạo nào bị đâm trúng. Đều sẽ sống không bằng chết, còn đau khổ hơn lăng trì gấp vạn lần. 13 cây kim này đã đâm vào 13 huyệt đạo đau khổ nhất. Cười lạnh lùng, ông nên cảm thấy may mắn, vì không phải người nào cũng được đãi ngộ như này. Nụ cười này, vốn không phải của con người. Dường như từ tử thần sâu trong địa ngục. Khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Những người khác của Thanh Huyền Tông không nhịn được ớn lạnh. Diệp Bắc Minh cúi nhìn Từ Huyền Võ, ông có muốn thử không? Từ Huyền Võ sợ đến điên cuồng dập đầu, đại nhân, tôi nói, tôi nói. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh như băng, mẹ của tôi và Thanh Huyền Tông có quan hệ gì? Từ Huyền Võ vội vàng trả lời, mẹ của cậu là đệ tử nội môn của Thanh Huyền Tông. Bà ta là thiên tài yêu nghiệt nhất của Thanh Huyền Tông trong vòng 1000 năm trở lại đây. Bà ta nhập môn chưa đến 5 năm, đã bò được lên top 10 bảng xếp hạng Thanh Huyền trong tông. Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm Từ Huyền Võ, đã như vậy, tại sao ông sỉ nhục mẹ của tôi? Cơ thể của Từ Huyền Võ run lên, chuyện này nói ra thì dài. Diệp Bắc Minh cất giọng lạnh lùng, chuyện dài thì từ từ nói, tôi có thời gian. Được. Trong lòng Từ Huyền Võ mang theo nỗi hối hận sâu sắc, tuy Diệp Thanh Lam có thiên phú nghịch thiên, nhưng cuối cùng xuất thân không tốt. Bà ta thế cô lực mỏng, bị một vị lão tổ của nhà họ Ô nhìn chúng, muốn thu nhận bà ta là lư đỉnh. Sắc mặt của Diệp Bắc Minh cực kỳ khó coi. Anh là võ giả, đương nhiên biết lư đỉnh nghĩa là gì. Một khi võ giả trở thành lư đỉnh của người khác, thực lực sẽ bị hút cạn. Thế vẫn coi là may mắn. Nếu xui xẻo, ngay cả tuổi thọ cũng bị hút cạn. Diệp Bắc Minh cất giọng băng lạnh, nhà họ Ô là ai? Từ Huyền Võ không dám chậm trễ, Thanh Huyền Tông truyền thừa mấy vạn năm, do 7 gia tộc cùng xây dựng. Nhà họ Ô là một trong số đó, hơn nữa còn là một trong 3 nhà có thực lực cường mạnh nhất trong 7 gia tộc. Diệp Bắc Minh cau mày, các ông làm sao biết được mẹ tôi mang thai huyết mạch ma tộc? Từ Huyền Võ ngẩng đầu nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Sợ đến run rẩy khi nhìn thẳng vào đôi mắt băng lạnh vô tình đó. Diệp Thanh Lam vì trốn tránh áp lực của nhà họ Ô, cho nên rời khỏi Thanh Huyền Tông, tiến vào một nơi được gọi là vùng biển cấm kỵ. 24 năm trước, khi bà ta trở về Thanh Huyền Tông, đã mang thai. Hơn nữa, khi tiến vào tháp thông thiên Thanh Huyền Tông, bị tháp thông thiên phát hiện trong cơ thể có khí tức của ma tộc. Chấp pháp đường bèn hạ lệnh truy giết Diệp Thanh Lam. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng. 24 năm trước, Diệp Bắc Minh lập tức hiểu ra. Chẳng lẽ mẹ bị thương vì bị Thanh Huyền Tông truy giết, chạy về Côn Luân Hư. Sau đó, lại đến giới phàm tục. Nhưng, mẹ bị Thanh Huyền Tông truy giết, tại sao còn muốn để anh gia nhập Thanh Huyền Tông? Điều này, Diệp Bắc Minh cũng không hiểu. Xem ra chỉ có gia nhập Thanh Huyền Tông, mới có thể biết mọi việc. Kiếm Long Đồ thì sao? Chuyện này là thế nào? Diệp Bắc Minh giơ tay, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay. Từ Huyền Võ nhìn kiếm đoạn long, sâu trong con mắt lóe lên vẻ tham lam. Liền sau đó, ông ta liền che đậy sự tham lam này, tương truyền đại lục chân võ có một món chí bảo vô thượng, tên là tháp càn khôn chấn ngục. Kẻ nào có được tháp càn khôn chấn ngục có thể có được thiên hạ, thanh kiếm trong tay cậu, là do Diệp Thanh Lam mang về từ vùng biển cấm kỵ. Trên thanh kiếm này có hình ảnh của chân long. Lại nghe nói chân long này là một tấm bản đồ, đánh dấu vị trí của tháp càn khôn chấn ngục. Cho nên, mọi người đặt tên cho thanh kiếm này là kiếm long đồ, có nghĩa là bản đồ. Diệp Bắc Minh cười, cho nên, các người truy giết mẹ của tôi, vốn không phải vì bà ấy mang thai huyết mạch ma tộc. Mà là vì kiếm long đồ trong tay bà ấy.
Ha ha ha, đúng là muốn đổ tội cho người khác, không lo thiếu chứng cớ. Từ Huyền Võ sợ đến bỏ dưới đất dập đầu, đại nhân, truy giết mẹ của cậu cũng chỉ là nhà họ Ô và mấy gia tộc khác làm, Từ Huyền Võ chưa từng làm chuyện này. Tôi đúng là đáng chết, chỉ vì lòng tham nhất thời, sau khi được biết Kiếm Long Đồ xuất hiện mới đến Hoàng Triều Đại Chu. Tôi đã là phế nhân, cậu tha cho tôi một mạng đi. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, đừng vội, để tôi nghiệm chứng đã. Bù! Một luồng hào quang màu máu từ đồng tử của anh bắn ra, chui vào trong cơ thể của Từ Huyền Võ. Đây là... Từ Huyền Võ kinh hãi. Huyết hồn chú, trực tiếp lục soát. Trong tích tắc, anh đều biết tất cả thông tin trong đầu Từ Huyền Võ. Từ Huyền Võ không nói dối, tất cả giống như ông ta nói. Lục soát thần hồn kết thúc. Từ Huyền Võ bỏ dưới đất, thuật lục soát thần hồn. Làm sao cậu có thể có thần thông này? Diệp Bắc Minh tỏ vẻ mặt lạnh lùng, người chết không cần thiết phải biết. Diệp Bắc Minh, cậu không coi trọng đạo đức võ đạo. Từ Huyền Võ sợ đến toàn thân run lên, tôi đã nói với cậu hết rồi, cậu còn giết. Phụt! Một kiếm chém qua. Cái đầu của Từ Huyền Võ bay cao lên, phập một cái rơi xuống đất. Đôi mắt trừng mở to, dữ tợn đáng sợ. Còn cả ông, có thể lên đường rồi. Diệp Bắc Minh nhìn sang Hoàng Phi Hổ. Đập một chưởng đến. Trong đôi mắt của Hoàng Phi Hổ hiện lên tia giải thoát, cảm ơn. Cái chết là một ơn huệ đối với Hoàng Phi Hổ. Phập! Một làn xương máu bùng nổ. Đám đệ tử của Thanh Huyền Tông sợ đến toàn thân run rẩy, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Sợ đến trái tim cũng sắp nổ tung. Các người thì sao, nên xử lý thế nào đây? Xin tha mạng. Mười mấy đệ tử của Thanh Huyền Tông trực tiếp quỳ xuống. Đại nhân, tôi tên là Chu Thường. Tôi là Trương Bảo Đông. Đại nhân xin tha mạng, chúng tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu. Đại nhân đừng giết chúng tôi chỉ cùng hai vị trưởng lão ra ngoài rèn luyện, không tham gia vào việc truy sát mẹ của cậu. Đại nhân, tôi vẫn còn trẻ, gia nhập Thanh Huyền Tông chưa đến 10 năm. Tích Mặc sư muội, muội nói đi, muội xinh đẹp như vậy, nói không chừng đại nhân thích muội đấy. Một thanh niên nhìn sang một cô gái đẹp nhất. Cô ta mặc trang phục luyện công, bao bọc dáng người hoàn hảo. Xinh đẹp tự nhiên, đường cong quyến rũ. Đống lửa chiếu bóng ngược trên khuôn mặt, lấp lánh ánh sáng bóng mịn màng. Đường Tích Mặc nhìn Diệp Bắc Minh, đại nhân, cầu xin cậu tha mạng. Diệp Bắc Minh cũng chẳng thèm nhìn cô ta một cái, cho các người một cơ hội sống, bây giờ nhận tôi làm chủ nhân. Sau này, làm việc cho tôi. Nếu không, chết. Tất cả mọi người đều run lên. Ánh mắt nhìn Diệp Bắc Minh như nhìn tử thần, không dám phản bác. Tất cả cứa ra một giọt tinh huyết. Diệp Bắc Minh ký điều ước chủ nô với bọn họ, các người về Thanh Huyền Tông đi, qua khoảng thời gian nữa tôi sẽ đích thân đến Thanh Huyền Tông một chuyến. Rõ. Mười mấy người kích động rời đi. Diệp Bắc Minh giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Lập tức làm tan chảy thi thể của Hoàng Phi Hổ và Từ Huyền Võ. Đột nhiên, một giọng kinh hãi vang lên, a, à, là dị hỏa. Ai đấy? Diệp Bắc Minh sầm mặt. Lập tức khóa chặt hướng đó. Soạt, anh hóa thành một tàn ảnh xuất hiện cách đó trăm trượng. Cả hiện trường trống không, chỉ có một con thỏ trắng bỏ dưới đất ăn cỏ. Diệp Bắc Minh cảm thấy hơi kỳ lạ, chẳng lẽ mình nghe nhầm? Không có ai mà. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng kinh ngạc, cậu nhóc, là con thỏ trước mặt cậu. Con thỏ. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mau chóng giải thích, cậu nhóc, cậu thật may mắn. Đây là ma thú cấp 10, uống máu tươi của nó, cậu có thể nâng cao thực lực. Diệp Bắc Minh rất ngạc nhiên, vãi. Ma thú cấp 10. Anh giơ tay tóm về phía con thỏ. Con thỏ đó thấy tình thế không ổn, co giò định bỏ chạy. Soạt. Nhanh như điện. Diệp Bắc Minh sầm mặt xuống, tốc độ nhanh thật, mày tưởng mày chạy được hả? Ầm ầm. Tam thiên lôi minh. Mấy chục đường sét từ trên trời giáng xuống, mặt đất ầm ầm nổ tung, xuất hiện mấy chục cái hố cháy khét. Con thỏ bị bắn bay lên, lại xuất hiện giọng nói như của một cô gái, trời ơi, sắp chết rồi. Đừng giết tôi. Tôi biết anh đang tìm hai cô gái đó, tôi biết tung tích của bọn họ. Dừng. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng. Mấy chục đường sét lóe lên, chuẩn bị tấn công bất kỳ lúc nào. Anh nhìn chằm chằm con ma thú cấp 10,
mày biết tung tích của Nhược Giai và Nhược Tuyết. Mày biết lừa gạt tao thì sẽ có kết cục gì không? Ma thú cấp 10 vội giải thích, tôi từng gặp anh trong rừng rậm ma thú, cố ý theo anh từ rừng rậm ma thú ra. Tôi cũng biết tung tích của hai cô gái mà anh đang tìm, tôi vẫn luôn muốn nói với anh, nhưng không dám. Ma thú cấp 10 lướt nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Hơi sợ hãi rụt cổ. Loài người không đáng tin, nhưng anh không phải là loài người. Sát khí của anh quá mạnh, khiến tôi không dám lại gần. Diệp Bắc Minh cau mày, mày nghe được cuộc trò chuyện vừa nãy, cho nên cho rằng tao không phải là loài người. Ma thú cấp 10 lắc đầu, không phải. Lần đầu tiên gặp được anh trong rừng rậm ma thú, tôi đã biết anh không phải con người. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, làm sao mày nhìn ra được? Ma thú cấp 10 trả lời, vì khí tức của huyết mạch trên người anh rất cường mạnh. Ồ, Diệp Bắc Minh trầm ngâm một lát, chẳng lẽ ma thú có thể cảm nhận được huyết mạch của tôi? Ma thú cấp 10 lắc cái đầu nhỏ, không phải tất cả ma thú đều có thể cảm nhận được, ma thú bình thường chỉ cảm thấy huyết mạch của anh rất mạnh. Nhưng tôi biết, trong cơ thể của anh chảy dòng máu của thú hoàng. Thú hoàng. Đôi mắt Diệp Bắc Minh lóe lên. Dường như nghĩ đến điều gì. Chẳng lẽ bố của mình là thú hoàng? Mày đi theo tao làm gì? Diệp Bắc Minh lạnh giọng hỏi. Ma thú cấp 10 chớp đôi mắt to màu hồng, anh có huyết mạch của thú hoàng, đi theo anh, tôi mới có thể tiến hóa. Tiến hóa? Diệp Bắc Minh hơi hồ nghi. Giọng của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, cậu nhóc, ma thú khác với con người. Bọn chúng thông qua tu luyện có thể tăng thực lực. Nhưng huyết mạch là bẩm sinh, không thể thay đổi. Ma thú muốn nâng cao đẳng cấp huyết mạch, thì buộc phải ở bên cạnh ma thú cấp cao hơn. Con thỏ này không nói dối, nó đi theo cậu, khả năng lớn là vì huyết mạch của cậu. Diệp Bắc Minh hơi ngẫm nghĩ gật đầu. Không tiếp tục suy nghĩ việc này. Chuyển ánh mắt nhìn sang ma thú cấp 10, mày nói mày biết tung tích của Nhược Giai và Nhược Tuyết, mày biết cái gì? Ma thú cấp 10 yếu ớt lên tiếng. Lúc đó có hai võ giả loài người đưa theo bọn họ muốn đi xuyên qua rừng rậm ma thú. Đột nhiên gặp phải một người phụ nữ có thực lực cực kỳ đáng sợ. Người phụ nữ này tiến vào rừng rậm ma thú rất lâu rồi, vẫn luôn tàn sát ma thú khác, uống máu tươi của chúng. Sau khi người phụ nữ đó giết hai người này, thì đưa hai cô gái đi. Diệp Bắc Minh lập tức truyền âm, Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, xem ra đúng là Tôn Thiến đã đưa Nhược Giai và Nhược Tuyết đi. Có cách nào tìm được Tôn Thiến không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, con thỏ này nói như vậy, có lẽ Tôn Thiến đã có được truyền thừa của thần nữ Túc Hoàng. Ở đây tôi không tìm được khí tức của Tôn Thiến, trừ phi đến hiện trường chiến đấu xem sao. Diệp Bắc Minh lo lắng cho sự an toàn của họ, vậy thì đến rừng rậm ma thú rồi tính. Chúng ta về rừng rậm ma thú một chuyến. Anh đưa tay tóm về phía trước, trực tiếp bắt ma thú cấp 10. Về đến Long Đô Đại Chu. Sau khi bàn giao với Diệp Chính Đức mấy câu, để tránh tứ sư tỷ lo lắng, anh liền đi đến rừng rậm ma thú. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của con thỏ trắng. Đến trước một cái cây lớn chọc trời. Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Trên không trung có một con hắc ưng khổng lồ đang xoay tròn. Dưới đất có 7-8 người, trong đó có một ông lão cầm cung tên. Bắn ra liên tục. Một cô gái diêm dúa trong đám đông nói, cậu kỳ, con long ưng này không tệ, nếu có thể hàng phục biến nó thành vật cưỡi thì tốt. Người đàn ông mặc cẩm bào bên cạnh ôm cô gái diêm dúa, vậy tôi bắt nó tặng cho cô, nhưng để báo đáp, cô phải theo tôi một tháng. Cô gái diêm dúa cười quái dị một tiếng, trời ơi, cậu kỳ, nhiều người đang nhìn lắm đấy. Xấu hổ chết đi được, cậu đường đường là cậu chủ nhà họ kỳ. Phụ thân của cậu còn là trưởng lão của Huyết Phân Tông. Chỉ cần cậu đồng ý cho tôi gia nhập Huyết Phân Tông, Nô Gia sẽ là người của cậu. Trong lòng Kỷ Phi nóng lực, thầm mắng một câu yêu nữ, sớm muộn gì tôi cũng bắt cô ở dưới người tôi cầu xin tôi. Kiềm chế cơn nóng trong lòng, chỉ lên bầu trời, lão Kim, bắn nó xuống cho tôi. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bắn chết nó. Ông lão thản nhiên gật đầu, công tử yên tâm. Chuyện này cứ giao cho tôi. Bù, bù, bù. Ông lão dương cung bắn tên. Mũi tên được chế tạo từ sắt thiên thạch, không gì có thể hủy diệt. Nhanh như điện. Tốc độ của long ưng rất nhanh, sau khi né tránh mười mấy mũi tên. Doạt. Máu tươi bay ra. A. À.
Long ưng kêu thảm một tiếng, sắp rớt xuống. Ma thú cấp 10 lo lắng kêu lớn một tiếng, tiểu hắc, không. Xoạt. Nó nhảy ra từ trong lòng Diệp Bắc Minh, hóa thành một đường chớp điện màu trắng. Xông vào trong đám đông, đâm sầm khiến Kỷ Phi và cô gái Diêm Dúa ngã xuống đất. Cô gái Diêm Dúa ngã vào trong hố bùn, a, ghê tởm chết đi được. Con thỏ hoang ở đâu ra? Cậu Kỷ giết nó giúp tôi. Kỷ Phi cũng mặt đầy bụi bẩn, nhìn ma thú cấp 10 đột ngột xông ra, lão Kim, giết nó cho tôi. Rõ. Mấy người khác gật đầu, tấn công về phía con thỏ trắng. Long ưng đang xoay tròn trên không trung thấy vậy, quát lớn một tiếng, tiểu bạch, cẩn thận. Xoạt. Nó xông xuống như chớp điện, cuồn cuộn nổi lên cuồng phong, đánh bay đám người. Kỷ Phi bị Long ưng đập trúng, ngã vào trong hố bùn bên cạnh, trong miệng đầy thứ gì nhão nhoẹt. Quẹ. Kỷ Phi ngồi quỳ dưới đất, nôn khan một hồi. Nôn ra cả mật đắng, tức giận gầm thét, vãi. Giết giết giết, giết hết cho tôi. Long ưng cái chó gì, cả đời này bản công tử chưa từng chịu nhục nhã thế này. Lão Kim, không cần khách sáo, bắn chết con chim ngu xuẩn đó cho tôi. Đôi mắt của lão Kim nghiêm lại, rõ, công tử. Ông ta lấy ra một mũi tên màu vàng từ trong nhẫn chữ vật, bắn ra như sao băng. Long ưng sớm đã bị thương. Bị mũi tên xuyên tim. A, à, từ trên không trung rơi xuống. Ma thú cấp 10 điên cuồng xông lên, bò bên cạnh Long ưng, tiểu hắc, cậu không sao chứ? Long ưng khẽ đập đôi cánh, phát hiện không có chút sức lực nào, tiểu bạch. Chạy đi, mau chạy đi. Đám con người này đến đây săn bắn, nếu cậu bị tóm được, sẽ phải làm nô dịch cho họ. Chạy đi, cậu mau chạy đi. Ma thú cấp 10 lắc đầu, không, tớ không đi. Tiểu hắc, nếu đi thì chúng ta cùng đi. Lão Kim hiểu ra, công tử, con thỏ này biết nói, à tôi biết rồi. Đây là mị thỏ biến dị cấp 10. Mị thỏ biến dị. Ánh mắt cô gái Diêm Dúa sáng lên. Mị thỏ có thể tăng cấp đến cấp 10, cực kỳ hiếm có. Nếu mang nó về, huấn luyện thành thú cưng rồi bán đi, không chừng có thể bán được món tiền lớn. Cô gái cười tiến lên trước, thỏ con, chỉ cần mày nhận tao làm chủ nhân. Tao sẽ bảo cậu Kỳ thả bạn của mày. Một con thỏ con, có thể có lực sát thương thế nào? Cô nằm mơ đi. Mị thỏ cấp 10 đột nhiên ra tay. Doạt. Khuôn mặt của cô gái Diêm Dúa bị cào rách, lộ ra máu thịt. A, à, mặt của tôi. Tiếng kêu thảm vang lên. Kỷ Phi nhìn thấy cảnh này, giật khóe miệng, vãi. Một báu vật đang tốt đẹp, lại bị phế như vậy. Cô gái Diêm Dúa khóc lóc chạy đến, cậu Kỳ, con thỏ ngu xuẩn này dám cào. Ánh mắt Kỷ Phi lạnh băng, trực tiếp tóm cổ họng của cô ta. Rắc một tiếng giòn tan. Trực tiếp bóp vỡ. Cô gái Diêm Dúa chừng mở to đôi mắt, kinh sợ nhìn Kỷ Phi. Kỷ Phi giơ chân đá thi thể của cô ta, lão Kim, giết con long ưng này đi, bắt con thỏ cho tôi. Quỳnh Nguyệt sư tỷ chắc chắn thích nó. Lão Kim, ông làm sao thế? Kỷ Phi cau mày. Lúc này, sắc mặt lão Kim nghiêm trọng, nhìn về hướng Long ưng bị thương, là ai? Kỷ Phi ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy phía trước Long ưng và mị thỏ cấp 10 có thêm một thanh niên trẻ. Cậu nhóc, cậu là ai? Lão Kim cất giọng kiêng sợ. Nơi này là rừng rậm ma thú. Người thanh niên này đột nhiên mọc ra, đi đến trước Long ưng trong khi bọn họ vẫn còn ở đây. Vậy mà không có người nào trong số bọn họ phát hiện ra. Kỷ Phi lạnh giọng hỏi, anh bạn này, hai con vật săn này là chúng tôi phát hiện trước. Nói như vậy cũng có phải có trước có sau chứ phải không? Tôi là Kỷ Phi, là đệ tử của Huyết Vân Tông. Bố của tôi là trưởng lão của Huyết Vân Tông, được gọi là Huyết La Sát. Kỷ Phi rất thận trọng. Cho dù tu vi của Diệp Bắc Minh mới là võ đế sơ kỳ. Hắn ta vẫn thận trọng. Nơi này là rừng rậm ma thú. Một thanh niên võ đế sơ kỳ đột nhiên xuất hiện, khó bảo đảm gần đây không có trưởng bối của anh. Diệp Bắc Minh phớt lờ Kỷ Phi, nhìn sang thi thể của Long ưng, nó bị bắn trúng tim, đã không cứu được nữa rồi. Mị thỏ cấp 10 đầm đìa nước mắt, không, đừng. Tiểu hắc, cậu đừng chết, hu hu hu. Toàn thân Long ưng run lên, thoi thóp hơi tàn, anh chính là loài người mà tiểu bạch đuổi theo ra phải không, tôi nhớ anh. Tiểu Bạch xin nhờ vào anh rồi, hy vọng anh đối xử tốt với cậu ấy.
Ngụy thú cấp 10 điên cuồng lắc đầu, không, tiểu hắc, cậu sẽ không chết. Diệp Bắc Minh đang định từ chối. Liền sau đó, Long ưng đột nhiên mở miệng, nhả ra một viên tinh hạch ma thú màu tím, tôi cho anh tinh hạch của tôi, chăm sóc tiểu bạch tử tế. Tiểu bạch, tu luyện cho tốt, sớm ngày hóa thành người. Nghiêng đầu, mất sức sống. Tinh hạch ma thú cấp 10. Vãi! Đám người Kỷ Phi và Lão Kim chửi thề, mặt đỏ tía tai, vô cùng kích động. Còn là tinh hạch ma thú cấp 10 màu tím sẫm, cậu nhóc, viên tinh hạch ma thú này là của chúng tôi. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ. Tinh hạch ma thú cấp 10 lấp lánh, chiếu sáng xung quanh. Tiểu hắc! Ngụy thỏ cấp 10 khóc lóc đau khổ. Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng, giữa ma thú lại có tình cảm như này. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục lạnh nhạt trả lời, hừ, nhiều lúc, lòng người còn độc ác hơn ma thú nhiều. Diệp Bắc Minh cất tinh hạch ma thú cấp 10 đi. Kỷ Phi giật khóe mắt. Sắc mặt Lão Kim sầm xuống, cậu thanh niên, công tử nhà tôi nói, bảo cậu giao. Soạt. Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay, đám người Huyết Vân Tông đều không phản ứng kịp. Anh xuất hiện trước người Lão Kim, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay. Chém ra một kiếm. Phập, Lão Kim trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu. Suýt, đám người Kỷ Phi hít khí lạnh, sợ đến trái tim muốn nổ tung. Lão Kim là cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, lại bị giết bằng một đường kiếm. Kỷ Phi nuốt nước miếng, anh bạn này, chúng tôi không cần tinh hạch ma thú cấp 10 nữa. Chuyện vừa nãy, đều là hiểu nhầm. Chúng ta đi thôi. Quay người định đi. Doạt, Diệp Bắc Minh trực tiếp ra tay. Chém ra một đường kiếm khí màu đỏ máu. Kỷ Phi quay đầu nhìn, gần như sợ đến ngốc nghếch, giọng nói cũng run run, bố của tôi là Huyết La Sát, ở ngay gần đây, làm sao cậu dám giết? Phụt, một làn xương máu nổ ra. Giọng nói dừng đột ngột. Giọng của Diệp Bắc Minh vang lên, mày có thể tiếp tục đau lòng, nhưng bạn của mày đã chết rồi. Bây giờ mày có hai lựa chọn, thứ nhất, đưa tao đi tìm chỗ mà Nhược Giai và Nhược Tuyết được cứu đi. Sau đó, mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, chúng ta không ai nợ ai. Thứ hai, làm theo lời chăn chối của bạn mày, mày có thể nhận tao làm chủ nhân. Từ nay về sau, mày theo bên cạnh tao. Ngụy thú cấp 10 lau sạch nước mắt, tôi tình nguyện nhận anh làm chủ nhân. Được. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu. Sau khi hai bên ký khế ước, một luồng phần thiên chi diễm bay ra, rơi lên thi thể của Long ưng. Lập tức hóa thành cho bụi. Đi thôi. Lúc Kỷ Phi chết, ở cách đó trăm dặm. Một đám người đang vây giết ma thú cấp 7 cấp 8. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên vẻ mặt dữ tợn trong đó kêu lớn một tiếng, không hay rồi, Phi Nhi xảy ra chuyện rồi. Soạt. Ông ta hóa thành một tàn ảnh, xông về một hướng. Kỷ trưởng lão bị làm sao thế? Hình như xảy ra chuyện, đi thôi, đi theo xem sao. Mọi người chạy theo phía sau. Đến hiện trường xảy ra sự việc. Chỉ thấy máu tươi khắp đất. Việc này. Đám người Huyết Vân Tông quay sang nhìn nhau, sợ rằng đám người Kỷ Phi lành ít dữ nhiều. Con trai, không. Kỷ Cuồng kêu thảm một tiếng. Mau chóng xông đến trước vũng máu, con trai, Phi Nhi. Không, không. Kỷ Cuồng quỳ dưới đất, trong đôi mắt đầy máu tươi. Đột nhiên, Kỷ Cuồng ra tay. Đánh một quyền lên lồng ngực của mình. Phụt. Phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng gào thét, các vị huyết tổ các đời Huyết Vân Tông trên trời, Huyết La Sát Kỷ Cuồng tôi lấy máu tươi làm vật dẫn. Xin các vị tiên tổ hiển linh, Huyết La Sát Kỷ Cuồng tôi tình nguyện trả giá bằng 100 năm tuổi thọ. Cho tôi xem tất cả mọi việc xảy ra trước khi con trai tôi chết. Cái gì? Mấy trưởng lão khác kinh hồn bạt vía, Kỷ Cuồng, ông điên rồi. Tổn hại 100 năm tuổi thọ, có đáng không? Liền sau đó, bù, trên người Kỷ Cuồng bay ra một làn huyết ảnh, thiêu cháy trên không trung. Kỷ Cuồng già đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Đồng thời, hình ảnh hiện lên trong huyết ảnh. Chính là cảnh trước khi Kỷ Phi chết. Diệp Bắc Minh tung một đường kiếm giết đám người Huyết Vân Tông. Một ông lão cao mày, nhìn cách ăn mặc của người này, hình như là người của bên Côn Luân Hư. Côn Luân Hư, Kỷ Cuồng nhìn chằm chằm khuôn mặt của Diệp Bắc Minh, trong mắt mang theo vẻ khát máu điên cuồng, bất kể mày là ai, giết con trai của Huyết La Sát tao, tao cũng phải cho mày sống không bằng chết.
Bỗng nhiên, xung quanh cơ thể Kỳ Cuồng cuồn cuộn lên cuồng phong khủng bố. Giết! Đao khí lạnh thấu xương cuồn cuộn phát ra, đánh tan hư ảnh của Diệp Bắc Minh. Những người khác của Huyết Vân Tông ớn lạnh sởn gai ốc. Huyết La Sát nổi giận thực sự. Đi thôi, đến Côn Lôn Hư. Bất kỳ ai chỉ cần có liên quan đến kẻ này, tất cả đều phải chết. Tiểu Bạch chỉ về phía trước, chính là chỗ này. Hai cô gái đó đã ở chỗ này, được một người phụ nữ khác có khí tức đáng sợ đưa đi. Diệp Bắc Minh đi lên trước. Quanh đây đúng là có dấu vết chiến đấu. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đột nhiên lên tiếng, cậu nhóc, đúng là có khí tức của Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết. Còn có khí tức của Tôn Thiến, nhưng hình như cô ta đã thay đổi. Diệp Bắc Minh bất ngờ, thay đổi. Tôn Thiến có quan hệ nam nữ thực chất với anh, đã coi là người phụ nữ của anh. Chỉ là, Tôn Thiến luôn vô tư, hình như không quan tâm việc này lắm. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, đúng thế, tàn hồn của thần nữ Túc Hoàng Ký gửi trong cơ thể cô ta, lại thêm giống như lời Tiểu Bạch nói. Khoảng thời gian này Tôn Thiến không ngừng tàn sát trong rừng rậm ma thú, tâm thái và tính cách chắc chắn đã thay đổi rất nhiều. Tuy thần nữ Túc Hoàng và Tôn Thiến đã ký điều ước chủ nô, nhưng sợ rằng đã âm thầm ảnh hưởng Tôn Thiến. Sắc mặt Diệp Bắc Minh dao động, cô ta sẽ gặp nguy hiểm sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một lát, sẽ không có nguy hiểm, nhưng tính cách sẽ thay đổi long trời lở đất, cũng không còn là Tôn Thiến của ngày xưa nữa. Liền sau đó, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, cậu nhóc, dưới lòng đất có thứ gì đó. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, cái gì? 30 mét phía trước bên trái, đào sâu 10 mét xuống lòng đất. Được. Diệp Bắc Minh lấy kiếm đoạn long ra, chém một đường xuống đất. Một miếng huyết ngọc xuất hiện trước mặt. Bù. Lấp lánh ánh đỏ máu, hiện lên bóng hình một cô gái. Chính là Tôn Thiến. Vẻ mặt cô ta lạnh lùng, cất giọng lạnh như băng. Diệp Bắc Minh, Nhược Giai ở bên cạnh anh, vẫn có thể bị người khác bắt đi. Chẳng phải anh rất tự đại sao? Với thực lực của anh, mà vẫn không bảo vệ được người phụ nữ của mình. Nếu không phải tôi vừa hay phát hiện ra bọn họ, anh nói xem sẽ xảy ra hậu quả gì. Ha ha, tôi đưa bọn họ đi rồi. Nếu anh đã không bảo vệ được, thì để tôi bảo vệ đi. Anh cũng không cần tìm bọn họ nữa. Tôn Thiến cười lạnh lùng lắc đầu, anh chỉ khiến bọn họ rơi vào nguy hiểm, còn tôi sẽ khiến bọn họ trở thành người phụ nữ mà cả đời anh không thể với tới. Giọng nói dừng đột ngột. Huyết ảnh biến mất. Diệp Bắc Minh cau mày, không đúng, đây không phải Tôn Thiến. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, ồ, cậu thấy thế nào? Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi hiểu tính cách của Tôn Thiến, cô ấy ghét cái ác như kẻ thù, hơn nữa còn vô cùng trượng nghĩa. Cô ấy không thể nào nói những lời này với tôi, sợ rằng cô ấy đã bị thần nữ Túc Hoàng điều khiển rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lên tiếng, đúng là có khả năng này. Diệp Bắc Minh hỏi, Tiểu Bạch, có phải mày còn biết chuyện gì khác không? Tiểu Bạch gật đầu, Tôn Thiến này vào rừng rậm ma thú mấy tháng, cô ta săn giết rất nhiều ma thú. Vì không ảnh hưởng đến tôi và Tiểu Hắc, chúng tôi cũng không lo chuyện bao đồng. Trong cơ thể cô ta thường xuyên phát ra hai giọng nói khác nhau. Một giọng nói rất lương thiện, một giọng nói khác vô cùng hung tàn. Hình như mỗi lần giết chóc, đều như có cơ thể khác đang điều khiển. Diệp Bắc Minh không nói gì. Vậy thì cũng không kỳ lạ nữa. Sợ rằng thần nữ Túc Hoàng đã điều khiển cơ thể của Tôn Thiến. Còn tại sao cứu Chu Nhược Giai và Hạ Nhược Tuyết, e rằng là do Tôn Thiến yêu cầu. Nhưng, đối phương đưa họ đi, tại sao còn để lại những lời này? Diệp Bắc Minh trực tiếp lên tiếng, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, có thể tìm được khí tức của họ không? Tôi thử xem. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục quát một tiếng, Càn Khôn Vô Cực, Vạn Lý Truy Tông. Bù! Trong tích tắc, một luồng lực tinh thần cường mạnh lan ra khắp bên ngoài. Một lúc sau, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, tìm được rồi. Diệp Bắc Minh khẽ động trong lòng, ở đâu? Cách đây 100.000 dặm, chúng ta cộng hưởng thần niệm, cậu tự xem đi. Được. Diệp Bắc Minh nhắm mắt. Trong đầu hiện lên một hình ảnh. Cách 10.000 dặm, trên một hải đảo, bốn mùa như mùa xuân. Một ngọn núi giống như thanh kiến, dựng thẳng đứng vút cao chọc trời. Ba cô gái tuyệt sắc ngồi khoanh chân. Đột nhiên, một cô gái trong đó mở mắt. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, là ai đang nhìn trộm bản thần nữ?
Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, bản tháp có thể truyền giọng của cậu qua đó, nhưng chỉ có thể giữ được một lúc thôi. Được. Diệp Bắc Minh trực tiếp lên tiếng, thần nữ Túc Hoàng, tôi đã từng cho bà một cơ hội, bà lại dám phản phệ Tôn Thiến. Thần nữ Túc Hoàng điều khiển cơ thể Tôn Thiến ngẩn người, Diệp Bắc Minh. Sau đó cười lớn, ha ha ha, cô gái này quá ngủ xuẩn. Vài câu nói tùy tiện của tao, đã khiến cô ta giải trừ khế ước chủ nô. Bây giờ cơ thể này chẳng phải tùy tao sử dụng sao? Diệp Bắc Minh lạnh giọng cảnh cáo, rời khỏi cơ thể của Tôn Thiến, thả Nhược Giai và Nhược Tuyết. Nếu không, tôi sẽ khiến bà tiêu tan như khói bụi. Ha ha ha, thần nữ Túc Hoàng cười lớn chế nhạo, tiêu tan như khói bụi. Trong một năm, tao đã có thể hoàn toàn chiếm được cơ thể này. Đợi tao hồi phục thực lực đỉnh phong, thì sẽ là ngày chết của mày. Diệp Bắc Minh, mày làm tổn thương căn cơ thần hồn của tao, nếu không, lão nương sớm đã sống lại rồi. Bà ta gào một tiếng, là vì mày, và cả điều ước chủ nô đáng chết đó. Mày yên tâm, hai cô gái của mày vẫn còn có ích với tao, tao sẽ không giết họ đâu. Tôi muốn để bọn họ tận mắt nhìn thấy, cậu chết bất lực trong tay tôi thế nào. Kẻ ngu xuẩn, cậu đừng có mà chết trước khi tôi khôi phục lại. Đột nhiên, một âm thanh khác truyền đến, thần nữ Túc Hoàng, bà câm miệng cho tôi. Diệp Bắc Minh giật mình, Tôn Thiến. Tôn Thiến nhanh chóng trả lời, tôi với bà ta làm một giao dịch, chỉ cần bà ta bằng lòng cứu anh, tôi sẽ khôi phục một phần tự do cho bà ta. Bắc Minh, bà ta không thể hoàn toàn khống chế thân thể của tôi. Hiện tại, hai người chúng tôi đều có quyền điều khiển thân thể, Nhược Giai và Nhược Tuyết tự nguyện đi cùng tôi để cứu tôi. Anh yên tâm, tôi có thể bảo đảm an toàn của các cô ấy. Nếu thần nữ Túc Hoàng dám làm tổn thương các cô ấy, tôi sẽ lập tức tự sát. Diệp Bắc Minh hơi lo lắng, Tôn Thiến, cô không sao chứ? Sự quan tâm đột ngột khiến Tôn Thiến luống cuống chân tay. Đôi mắt cô ta đỏ lên, anh không hỏi các cô ấy sao? Diệp Bắc Minh giải thích, nếu các cô ấy đã không có việc gì, đương nhiên tôi quan tâm cô hơn. Tôi, Tôn Thiến há to miệng. Giọng điệu Diệp Bắc Minh ngang ngược, đừng quên. Cô cũng là người phụ nữ của tôi. Ba người các cô, tôi không cho phép bất kỳ ai có việc. Tôi cũng là người phụ nữ của anh. Cái mũi Tôn Thiến chua xót, rơi lệ đầy mặt. Cô ấy cắn chặt môi đỏ, Bắc Minh, anh yên tâm, dù tôi có chết. Bù! Hình ảnh ngừng lại, ý thức Diệp Bắc Minh quay trở lại rừng rậm ma thú. Xảy ra chuyện gì vậy? Nhóc, chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Giọng Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, khoảng cách trăm ngàn dặm quá xa, bổn tháp chỉ có thể kiên trì trong khoảng thời gian lâu như vậy. Diệp Bắc Minh nhướng mày, hiện tại xem ra, thần nữ Túc Hoàng không thể kiểm soát Tôn Thiến hoàn toàn. Bà ta để lại miếng huyết ngọc kia chỉ vì muốn chọc giận tôi. Nhược Giai và Nhược Tuyết tạm thời an toàn. Thời gian còn lại không còn nhiều lắm, trước xử lý xong những chuyện trước mắt đã, sau đó lập tức đi tìm các cô ấy. Đi! Về địa bàn Côn Luân, đến thiên hạ đệ nhất các tìm đồ vật mà bố để lại cho tôi. Địa bàn Côn Luân, bên ngoài rừng rậm ma thú. Hơn 10 bóng người lao ra. Kỷ Cuồng mặt đầy dữ tợn, nơi này chính là địa bàn Côn Luân. Đằng trước có mấy người tu võ đang săn giết một con hổ lớn cấp 6. Cảnh giới mấy người kia đều không cao, mới chỉ khoảng võ thần. Săn giết con hổ lớn cấp 6 này khá chầy chật. Hai lão giả trong đó còn bị thương. Bỗng nhiên, một bóng người giáng từ trên trời xuống, một chân dẫm nát đầu con hổ cấp 6. Mấy người tu võ ở đó đều sửng sốt, hoảng sợ nhìn Kỷ Cuồng. Một lão giả tiến lên, cảm ơn tiền bối ra tay, chúng ta người nhà họ Cổ tại đất tổ. Không biết tiền bối tên. Kỷ Cuồng tát một cái, hung tàn đánh lão giả thành thịt nát. Mày, mọi người nhà họ Cổ ngây người. Chợt phẫn nộ. Kỷ Cuồng trực tiếp lấy ra một bức chân dung, giọng nói lạnh lẽo đến cực hạn, mấy người có biết người này không? Đám người nhà họ Cổ không nhịn được nhìn sang. Con người đồng loạt co rút. Biểu cảm hơi quái dị. Kỷ Cuồng nhìn thấy tất cả trong mắt, xem ra mấy người đều biết, anh ta là ai? Này! Mấy người do dự. Kỷ Cuồng lười nói nhảm, một cái tát chụp chết thêm hai người, không nói. Chúng mày đều phải chết. Bịch, những người còn lại đều sợ choáng váng, đồng loạt quỳ xuống đất tiền bối, người này tên là Diệp Bắc Minh,
là chủ nhân của địa bàn Côn Luân chúng tôi. Diệp Bắc Minh, ha 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 ha, hay cho một tên Diệp Bắc Minh. Đôi mắt Kỷ Cuồng ứa máu, cả người rơi vào trạng thái cuồng bạo. Lão ta giang hai tay nắm lấy đầu của hai người tu võ, kẻ này ở nơi nào? Hai người bị dọa đến toàn thân run rẩy, tiền bối, hành tung Diệp chủ bất định, chúng tôi cũng không biết. Có điều, thế lực dưới trướng Diệp chủ ở ngay tại đất tổ. Đất tổ, đôi mắt Kỷ Cuồng lạnh lẽo. Tiền bối tha mạng, hai người hoảng sợ cầu xin. Sắc mặt Kỷ Cuồng dữ tợn, tha mạng, trong mắt Kỷ Cuồng tao, loại người từ nông thôn như chúng mày không bằng cả heo chó. Người này giết con trai độc nhất của tao, chúng mày là người cùng nơi với anh ta, chúng mày cũng nên chết. Vừa dứt lời, năm ngón tay Kỷ Cuồng mạnh mẽ co lại. Phịch, phịch, đầu hai người kia nổ tung như dưa hấu. Á, ba người còn lại luống cuống, xoay người chạy. Kỷ Cuồng nhe răng cười điên khùng, trong con ngươi tràn ngập khát máu, chạy, chạy đi. Ông đây gặp một người giết một người, cho đến trước khi tìm được tên Diệp Bắc Minh kia. Cái thứ chúng mày gọi là địa bàn Côn Luân này, chôn cùng con trai tao đi. Một âm thanh rung chuyển đất trời vang lên, ba bộ thi thể bị xé nát đầy vô tình. Mấy tên lão giả Huyết Vân Tông nghiền ngẫm nở nụ cười, Huyết La Sát chính là Huyết La Sát. Xem ra lần này lão ta muốn tắm máu địa bàn Côn Luân rồi. Một bầy heo chó mà thôi, tắm máu thì tắm máu. Ha 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 ha, tiếng cười càn rỡ vang vọng. Địa bàn Côn Luân, đất tổ. Cửa chính nhà họ Diệp, một cơn gió tanh dồn dập kéo tới như sóng biển, nện vào cửa nhà họ Diệp. Phịch một tiếng vang lớn, cửa chính nhà họ Diệp ầm ầm nổ tung. Người tu võ canh cửa bị đánh bay ra ngoài, chết không nhắm mắt ngay tại chỗ. Các người là ai? Lâm Thương Hải là người đầu tiên lao ra. Ông ta hét to với Kỷ Cuồng vừa mới ra tay, lá gan của mày cũng thật lớn, nơi này là gia tộc họ Diệp đứng đầu địa bàn Côn Luân, sao mày dám? Kỷ Cuồng nhảy người lên, tát về phía ông ta, nhà họ Diệp. Tao chính là giết người nhà họ Diệp đấy. Phụt! Lâm Thương Hải phun ra một ngụm máu tươi, mày, nếu chủ nhân trở về, mày biết sẽ có kết quả gì không? Ha 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 ha, lão phu đang muốn anh ta trở về. Kỷ Cuồng nổi điên cười to, một chân giẫm nát lồng ngực Lâm Thương Hải. Lâm Thương Hải trừng to mắt, thiếu chủ, thuộc hạ không thể tiếp tục hầu hạ ngài. Ông ta nghiêng đầu, chết hoàn toàn. Lâm Thương Hải, đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khinh Diên lao ra, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Đôi mắt đẹp của hai người đỏ bừng, trong mắt như muốn xé rách không. Lâm Tổng Quản, thời khắc này, trong mắt mọi người nhà họ Diệp hiện lên nỗi sợ hãi sâu đậm. Như có một bàn tay bóp lấy cổ họng của bọn họ, khiến họ ngạt thở. Kỷ Cuồng nhếch miệng cười nhạo, chỉ cần là người có quan hệ với Diệp Bắc Minh, hết thảy đều phải chết. Lão ta cuốn lên từng cơn gió tanh mùi máu, tấn công về phía Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên. Cảnh giới hai người họ quá thấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của Kỷ Cuồng. Vèo! Một bóng người linh hoạt xuất hiện, tốc độ của cô ấy cực nhanh. Một thanh trường kiếm màu xanh lam chém ra, ngăn trở đòn tấn công của Kỷ Cuồng. Người tới chính là Tu La Mặt Ngọc Liễu Như Khanh. Liễu tiểu thư, Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên vô cùng vui mừng. Vèo, vèo, Đạm Đài Yêu Yêu và Khương Tử Cơ cũng cùng xuất hiện, chuyện gì xảy ra vậy? Lăng Thi Âm đỏ hốc mắt, không biết, bọn họ đột nhiên ra tay giết người, Lâm Thương Hải đã chết. Cái gì? Ba người đồng loạt biến sắc, nhìn về phía thi thể Lâm Thương Hải. Con người Kỷ Cuồng hừng hực, trong ánh mắt khát máu lại mang chút tà ác, không ngờ địa bàn Côn Luân còn có cô gái xinh đẹp như này. Con trai độc nhất của lão phu bị Diệp Bắc Minh giết, các cô giúp lão phu sinh thêm mấy đứa nữa đi. Sức mạnh của Kỷ Cuồng bùng nổ, bước lên một bước. Trong nháy mắt xuất hiện trước mặt ba người, đấm ra một quyền. Thánh cảnh, các chị em cùng nhau. Khương Tử Cơ quát lên. Dạ, Ngũ Sư Tỷ. Liễu Như Khanh và Đạm Đài Yêu Yêu đồng thời lên tiếng. Ba người cùng nhau ra tay, thế mà chặn lại công kích của Kỷ Cuồng. Kỷ Cuồng hơi kinh ngạc, võ kỹ kết hợp. Sư phụ của các cô là ai? Sư phụ của chúng tao mà mày cũng xứng biết, Liễu Như Khanh lắc đầu. Gương mặt xinh đẹp của Khương Tử Cơ lạnh lùng, đừng nói nhảm với lão ta, giết. Bóng dáng ba người sắc bén, tĩnh như thiếu nữ, động như thỏ chạy.
Suốt mấy chục hiệp, ba người vẫn vững vàng ngăn chặn Kỳ Cuồng. Phù! Trường kiếm trong tay Liễu Như Khanh hạ xuống, chém về phía cổ Kỳ Cuồng. Kỳ Cuồng nhanh chóng lùi lại nhưng vẫn bị cứa một nhát, máu tươi đầm đìa khuôn mặt. Một vị lão giả của Huyết Vân Tông mỉm cười, Kỳ Cuồng, có muốn chúng tôi ra tay giúp đỡ không? Đối phó với ba cô gái đẹp như tiên nữ mà cũng không giải quyết được. Rốt cuộc cậu có được không đấy? Kỳ Cuồng bị chọc giận. Lão ta quát lên, khung lão quái, mẹ nó ông câm miệng cho tôi. Ha 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 ha. Mọi người Huyết Vân Tông cười to, tràn ngập vui sướng. Mặt mũi Kỳ Cuồng tràn đầy máu tươi, vô cùng dữ tợn, kỹ nữ, lão phu muốn làm cô biết, cái gì gọi là sống không bằng chết. Một giây sau, huyết khí ầm ầm bùng nổ. Kỳ Cuồng như nổi điên, lao thẳng về phía Liễu Như Khanh. Yểm trợ cho thất sư muội. Khương Tử Cơ quát khẽ, công kích từ bên cạnh cùng Đạm Đài Yêu Yêu. Đều cút cho tao. Trên người Kỳ Cuồng bộc phát ra dòng khí kinh khủng, đánh bay hai người. Trong nháy mắt, lão ta xuất hiện trước người Liễu Như Khanh, một quyền rơi xuống ngực Liễu Như Khanh. Tiếng răng rắc trầm đục vang lên. Liễu Như Khanh bay ra ngoài, xương sườn vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Thất sư muội, Đạm Đài Yêu Yêu biến sắc, xông đi lên đón lấy Liễu Như Khanh. Con người Kỳ Cuồng lạnh nhạt, một đám kỹ nữ, chết chung đi. Đánh một quyền về phía Đạm Đài Yêu Yêu. Giết! Khương Tử Cơ gào lên, đâm kiếm về hướng trái tim Kỳ Cuồng. Khuôn mặt Kỳ Cuồng trầm xuống, lại thêm một đứa kỹ nữ, tất cả chúng mày đều muốn chết đúng không? Được! Ông đây thành toàn cho chúng mày. Lão ta quay đầu nắm lấy bảo kiếm của Khương Tử Cơ, đinh bẻ gãy nó. Ném kiếm gãy ra ngoài. Phụt! Một kiếm xuyên thấu cơ thể Khương Tử Cơ. Cô ấy bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất. Kỳ Cuồng đuổi theo nhanh như chớp. Khương Tử Cơ đột nhiên cười một tiếng, lão già, mày đi chết đi. Cô ấy duỗi tay ném ra một hạt châu. Kỳ Cuồng cảm nhận được hơi thở nguy hiểm đang lao tới, không ổn. Lão ta vội vàng lui lại. Ầm ầm, ánh lửa chiếu rọi nửa bầu trời, năng lượng trong không khí tàn phá bừa bãi, bụi mù đầy trời. Đợi đến khi bụi mù tản đi, đám Khương Tử Cơ sớm đã biến mất không thấy tăm hơi. Kỳ Cuồng nổi điên gào thét, mắt, mắt của tao. Hít hà. Mấy người Huyết Vân Tông nhìn qua, không khỏi đồng loạt hít sâu một hơi. Chỉ thấy, một con mắt của Kỳ Cuồng nổ tung, máu thịt nửa bên mặt biến mất, lộ ra xương trắng dữ tợn. Kỳ Cuồng hoàn toàn nổi giận, đáng chết, tất cả những người có dính dáng đến Diệp Bắc Minh đều đáng chết. Để tao xem chúng mày có thể chạy được đến nơi nào. Lão ta dùng một con mắt còn lại oán độc nhìn về phía Diệp Phủ, giết, giết, giết. Tất cả đều giết cho tao. Hạ lệnh truy nã trên toàn bộ địa bàn Côn Luân, bất luận ai tìm được Diệp Bắc Minh, Kỳ Cuồng ta sẽ nâng đỡ người đó ngồi lên chức chủ nhân địa bàn Côn Luân. Diệp Bắc Minh đi ra khỏi ma thú rừng rậm. Suy tư một lát, anh đi về hướng thiên hạ đệ nhất các. Anh chuẩn bị đi tìm vật bố đã lưu lại trước, rồi trở về tìm mọi người. Đột nhiên, anh phát hiện trong bóng tối có một đám người tu võ lén lén lút lút. Người nào, ra đây? Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn. Những người tu võ này lập tức xoay người chạy. Diệp Bắc Minh đuổi theo, ngăn đám người này lại, các người nhìn trộm tôi làm gì? Tham kiến Diệp chủ. Đám người này bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, vội vàng giải thích, Diệp chủ, chúng tôi không hề nhìn trộm. Ngài là cường giả đứng đầu địa bàn Côn Luân. Chúng ta nhìn thấy ngài liền bị sự uy nghiêm của ngài khuất phục. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Chỉ thấy ánh mắt mấy người kia né tránh. Anh cảm thấy không quá thích hợp, không đúng, mấy người có vấn đề. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một cỗ sát khí kinh người bao phủ bọn họ, mấy người thu võ này hoàn toàn không chống cự được, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Một người trong đó không chịu nổi áp lực, Diệp chủ, tôi nói. Một ngày trước, có một người tự xưng là huyết la sát Kỳ Cuồng giết vào nhà họ Diệp. Chẳng những nhà họ Diệp chết mất rất nhiều người, ngay cả bản thân mấy vị sư tỷ của ngài cũng bị thương nặng. Kỳ Cuồng trực tiếp khống chế mấy thế lực lớn tại đất tổ, hạ lệnh truy nã, lùng bắt ngài khắp toàn bộ địa bàn Côn Luân. Đôi mắt Diệp Bắc Minh bộc phát ra sát ý kinh người, cái gì? Mẹ kiếp! Các sư tỷ của ta đâu?
Người quỳ dưới đất trả lời, các cô ấy hình như trốn vào cấm địa Long Mạch, Kỳ Cuồng sốt ruột tập hợp các thế lực lớn tại địa bàn Côn Luân, muốn đánh nát kết giới cấm địa Long Mạch. Đáng chết! Diệp Bắc Minh điên cuồng gầm lên. Thuật đằng không? Anh không tiếc thiêu đốt chân nguyên trong cơ thể, phá không bay ra ngoài như sao băng, bố Kỳ Phi, Kỳ Cuồng. Người huyết phân tông, bất cứ ai bên cạnh tao, chỉ cần bị tổn hại một sợi lông. Diệp Bắc Minh tao thề, chắc chắn sẽ diệt huyết phân tông. Diệp Bắc Minh như một chiếc máy bay chiến đấu, cắt ngang bầu trời địa bàn Côn Luân. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nhắc nhở, nhóc, nếu quả thật là người huyết phân tông, tối thiểu sẽ là thánh cảnh. Hơn nữa còn không chỉ có một người, với thực lực hiện tại của cậu. Diệp Bắc Minh lạnh như băng trả lời, nơi này là địa bàn Côn Luân, tôi là chủ nhân địa bàn Côn Luân. Bất kể ai dám tới địa bàn Côn Luân của tôi giết người, chắc chắn có đi mà không có về. Bên ngoài cấm địa Long Mạch, một biển người người đông nghìn nghịt, tất cả người các thế lực lớn đều bị Kỳ Cuồng tập hợp ở đây. Tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Kỳ Cuồng cầm một thanh bảo đao màu đỏ như máu trong tay, chỉ vào một đám người thu võ, tấn công kết giới cho tôi, mãi cho đến khi kiệt sức mới thôi. Kết giới không phá được. Bất kỳ ai cũng không được dừng lại. Mọi người huyết phân tông ngồi uống trà nơi xa, như thể tất cả không liên quan gì tới bọn họ. Đằng trước, 10 người cảnh giới hợp nhất, mấy chục người thu võ trên tiên thiên điên cuồng công kích kết giới cấm địa Long Mạch. Đột nhiên, một lão giả phun ra một búng máu đen, té xuống đất. Hoàng phủ tiền bối, bố vợ, mấy người Tiêu Đạo Sơn dừng lại, dìu lão giả đứng lên. Đại trưởng lão Long Đường lạnh như băng nhìn sang, ai cho các người dừng lại. Tiêu Đạo Sơn cả giận nói, Tư Không Tinh Vũ, ông không thấy bố vợ tôi đã hộc máu sao? Đại trưởng lão Long Đường Tư Không Tinh Vũ thản nhiên đáp, chỉ là hộc máu thôi, không phải chết. Bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại dừng? Kỳ Cuồng cầm huyết đao trong tay bước tới, mang đến cảm giác vô cùng một ngạt. Tiêu Đạo Sơn liền vội vàng giải thích, đại nhân. Chúng tôi đã liên tục tấn công kết giới tại đây suốt một ngày một đêm, bố vợ tôi đã mệt lả. Nếu còn tiếp tục như vậy, ông ấy sẽ kiệt sức mà chết mất. Tư Không Tinh Vũ chỉ vào Tiêu Đạo Sơn, đại nhân, người này tên là Tiêu Đạo Sơn. Lão già này là bố vợ ông ta, nói không chừng là đang giả chết đấy. Mày! Nghe được lời này, những người tu võ khác đều giận tím mặt. Một người đàn ông trung niên chỉ vào mũi Tư Không Tinh Vũ, Tư Không Tinh Vũ, mày là đại trưởng lão Long Đường. Long Đường vốn là một trong những thế lực đứng đầu địa bàn Côn Luân, mày không giúp chúng tao thì thôi đi. Lại còn giúp đám người này đối phó với chúng tao, mày có còn là người không? Gương mặt Tư Không Tinh Vũ trầm xuống. Di chuyển như quỷ mị, Tư Không Tinh Vũ chợt xuất hiện trước mặt người này, duỗi tay đập một trưởng xuống. Người đàn ông trung niên nát đầu. Lập tức chết đi. Này! Mấy trăm ngàn người tu võ ở đây đồng loạt ngây người. Không ai ngờ Tư Không Tinh Vũ lại đột nhiên giết người. Kỳ Cuồng tán thưởng nhìn lướt qua Tư Không Tinh Vũ, không tệ, sát phạt quả quyết, thủ đoạn đanh thép. Ông làm rất tốt. Cảm ơn đại nhân khen ngợi. Tư Không Tinh Vũ vô cùng vui mừng, có thể làm việc cho đại nhân là vinh hạnh của Tư Không Tinh Vũ tôi. Càng là vinh hạnh của Long Đường. Tư Không Tinh Vũ vừa dứt lời, lập tức dẫn tới nhiều người tức giận. Lão già này quá không cần thể diện. Một vị trưởng lão khác của Long Đường giống giận, Tư Không Tinh Vũ, đây là chuyện của một mình ông, đừng có kéo Long Đường xuống nước cùng. Long Đường không có người vô sỉ như ông. Tư Không Tinh Vũ âm u quay sang nhìn, Lưu Bôn, lão phu đối xử với ông không hề bạc bẽo, ông lại đối đãi với lão phu như thế. Ánh mắt Lưu Bôn đỏ bừng. Ông đối xử với tôi không tệ, nhưng nếu những gì mà ông làm là vì Long Đường, tôi sẽ đồng ý giúp ông. Nhưng bây giờ ông lại trợ giúp một người ngoài để đối phó với người thu võ Côn Lôn Hư. Ông muốn làm chó cho người khác thì thôi, chẳng lẽ còn muốn làm chó của người này sao? Ngay sau đó, Kỳ Cuồng đã xuất hiện ở trước người Lưu Bôn. Lão ta túm lấy cổ ông ta, làm chó cho huyết la sát tôi không tốt sao? Phi! Lưu Bôn phun một ngụm nước bọt lên mặt Kỳ Cuồng, làm chó cho tôi, ông cũng xưng ư. Kỳ Cuồng híp mắt lại, muốn chết. Một tiếng răng rắc giòn vang. Cổ của Lưu Bôn bị bóp nát ngay tại chỗ, ai còn dám dừng lại, đây chính là kết cục.
Tư Không Tinh Vũ chuyển động đôi mắt một chút, đại nhân, giết mỗi một mình Lưu Bôn thì bọn họ vẫn chưa sợ hãi đâu. Không bằng giết cả lão giả Hoàng Phủ Trác, bọn họ mới có thể sợ hãi được. Kỷ Cuồng vươn tay ra vỗ vỗ khuôn mặt già nua của Tư Không Tinh Vũ. Phát ra những tiếng bốp bốp, ông đúng là một con chó đủ tư cách. Quả nhiên, tục ngữ nói rất đúng, người một nhà mới biết được chọc dao vào chỗ nào là đau nhất. Tư Không Tinh Vũ nịnh nọt cười giống như một con chó, đại nhân, tất cả những gì tôi làm đều là phục vụ ngài thôi. Gâu gâu gâu. Mọi người đều khiếp sợ nhìn Tư Không Tinh Vũ. Đây là đại trưởng lão của Long Đường sao? Đúng là không biết xấu hổ. Vì nịnh bợ Kỷ Cuồng mà còn học cả tiếng chó sủa. Kỷ Cuồng đột nhiên xông ra, chém huyết đao trong tay về phía Hoàng Phủ Trác đang hôn mê bất tỉnh. Cả người ông ta lập tức nổ tung. Một đống máu loãng bắn ra, dừng ở trên người hơn 10 người Tiêu Đạo Sơn. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi. Bố! Hoàng Phủ Nguyệt kêu thảm thiết một tiếng. Tiêu Đạo Sơn mặt xám như cho tàn, bố vợ. Ông nội! Trong đám người ở phía xa, hai chị em Tiêu Dung Phi, Tiêu Nhã Phi khóc đỏ cả hai mắt. Tiêu Đạo Sơn nghiến răng nghiến lợi, Tư Không Tinh Vũ, nhà họ Tiêu của tôi. Trong đôi mắt của Hoàng Phủ Nguyệt đều là tơ máu, nhà họ Hoàng Phủ của tôi. Thề không đội trời chung với ông. Tư Không Tinh Vũ cười lạnh một tiếng, nịnh nọt nhìn về phía Kỷ Cuồng, đại nhân, ngài xem như vậy có được không? Hai người này lại đại diện cho gia tộc sau lưng để uy hiếp tôi. Đúng rồi đại nhân, quên nói cho ngài một chuyện. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt có hai đứa con gái, hình như các cô ta rất thích Diệp Bắc Minh. Sắc mặt Tiêu Đạo Sơn lập tức tái nhợt, Tư Không Tinh Vũ, không ai lại gây họa cho người nhà hết, đồ tiểu nhân này. Hoàng Phủ Nguyệt biến sắc, đại nhân, không, không có, không có. Kỷ Cuồng thấy hai người phản ứng như thế liền biết Tư Không Tinh Vũ nói không sai. Vèo, ánh mắt lão ta trầm xuống. Dừng ở trên người hai chị em Tiêu Dung Phi và Tiêu Nhã Phi các cô thích Diệp Bắc Minh. Tiêu Dung Phi cắn răng, không nói được một lời. Thân thể mềm mại của Tiêu Nhã Phi run rẩy, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đúng vậy, tôi thích Diệp Bắc Minh, vậy thì sao chứ? Người khác đều sợ ông, nhưng Tiêu Nhã Phi tôi thì không sợ ông đâu. Nếu ông giết tôi, anh Diệp sẽ báo thù cho tôi. Cô ta còn tiến lên từng bước, lớn tiếng hét, đến đi, ông giết tôi đi. Tất cả mọi người đều ngây ra. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhã Phi cũng thay đổi. Cô gái này lại có dũng khí đó. Tiêu Đạo Sơn quát lớn một tiếng, Nhã Phi, con nói hưu nói vượn cái gì thế? Tiểu Nhã, con mau câm mồm cho mẹ, Hoàng Phủ Nguyệt sắp bị dọa đến điên rồi. Ha 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 ha, Kỷ Cuồng nở nụ cười, muốn chết ư, không đơn giản như vậy đâu. Trong cơ thể ông ta bộc phát ra một huyết khí đáng sợ. Hình thành ra một bàn tay to đỏ như máu. Sau đó bóp lấy cái cổ mềm mại của Tiêu Nhã Phi. Một con đao nhọn bay tới, đâm vào trong tim Tiêu Nhã Phi. Phụt! Một đóa hoa máu nở rộ ở ngực cô ta. Con gái! Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt đã sắp điên rồi, điên cuồng xông lên. Kỷ Cuồng giẫm mạnh chân xuống, một luồng khí mạnh bộc phát, đánh bay hai người ra ngoài. Giọng nói của lão ta như truyền đến từ địa ngục, yên tâm đi, con gái của hai người sẽ không chết đâu. Lão Phu chỉ đâm xuyên qua tim cô ta, cho dù có chết cũng phải mất hơn nửa giờ nữa. Chỉ cần hai người có thể phá được kết giới, lão Phu sẽ cho người cứu cô ta. Nếu không, cứ để con gái hai người mất máu mà chết đi. Ha 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 ha. Trong phút chốc, Tiêu Đạo Sơn điên cuồng. Tất cả chân nguyên trong cơ thể ông ta điên cuồng trào ra. Đánh mạnh vào kết giới, toàn bộ nhà họ Tiêu, ra tay cho tôi, tất cả đều ra tay. Bỗng nhiên, một bóng người lao tới. Trong tay cầm một thanh bảo kiếm, cuốn theo một đống kiếm quang đánh úp lại. Cô Tiêu, tôi tới cứu cô. Đám người Mục Thừa và Tống Điệp Y vô cùng khiếp sợ. Mục Tuyết Tình bên cạnh cũng ngây người, sao hắn ta lại dám ra tay. Kỷ Cuồng nhìn lướt qua Lôi Bằng, võ thánh trung kỳ. Ha ha. Lão ta nhẹ nhàng lắc đầu, loại người vô dụng như con kiến này mà cũng dám ra tay. Tư Không Tinh Vũ chủ động xin đi giết giặc, đại nhân, cứ giao tên phế vật này cho tôi đối phó. Ông ta lấy ra một thanh trường mâu, chém ra ngoài từ phía xa. Phập, Lôi Bằng bị trực tiếp xuyên thấu,
đóng chặt xuống mặt đất, không thể động đậy. Tư Không Tinh Vũ đi lên, giẫm lên đầu Lôi Bằng, nhãi con, lão phu nhớ rõ ngươi. Lúc trước ở diễn võ trường của Long Đường, chính là cậu già mồm với lão phu đi. Sao bây giờ cậu lại bị ghim chặt xuống đất giống như một con chó vậy? Lôi Bằng nhếch miệng cười, ha ha ha, ông mới là chó. Tôi là bạn của anh Diệp luôn coi mọi người bên cạnh mình là con người. Chỉ có người vô dụng như ông mới có thể làm chó cho người khác. Tôi nhớ vừa rồi ông sủa hăng say lắm mà, sủa lại vài tiếng cho tôi nghe xem sao. Tư Không Tinh Vũ tức giận đến mức khuôn mặt già nua sa sầm lại, lửa giận trong mắt sôi trào, được, được, được lắm. Lôi Bằng, lão phu không giết cậu, lão phu sẽ cho cậu nhìn thấy tận mắt. Rốt cuộc đám người bên cạnh Diệp Bắc Minh sẽ có kết cục gì tốt? Đột nhiên, giọng nói như truyền đến từ cửu u địa ngục vang lên, hắn có kết cục gì thì tôi không biết, nhưng kết cục của ông chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Giọng nói này là, Tư Không Tinh Vũ cả kinh, không nhịn được quay đầu lại nhìn. Vèo, vèo, vèo. Tiếp theo, tất cả người tu võ ở bên ngoài cấm địa long mạch đều đồng loạt quay đầu lại. Cậu ấy đã đến rồi. Tất cả người tu võ ở đây đều lập tức đỏ bừng mặt, cảm thấy vô cùng chờ mong. Hô hấp của mọi người trở nên dồn dập, vô cùng kích động. Chỉ thấy, một bóng người nhanh chóng bay đến từ trên không, giáng xuống như một ngôi sao băng, dừng ở bên cạnh Tư Không Tinh Vũ. Một quyền tung ra, chỉ thấy một con huyết long đen xỉ bay ra từ trong nắm tay của anh, dừng ở bên cạnh Tư Không Tinh Vũ. Một đống mưa máu nổ tung. Đám người của Huyết Vân Tông nhìn thấy thế thì nhướng mày, đây là người đứng đầu Côn Lôn hư ư. Sao mới chỉ là cảnh giới võ đế vậy? Anh Diệp, Lôi Bằng kêu to, mau cứu cô Tiêu đi. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Tiêu Nhã Phi, nhanh chóng tiến lên. Ngân châm trong tay hạ xuống cầm máu cho cô ta. Đồng thời, anh cũng nhét mấy viên đan dược vào trong miệng Tiêu Nhã Phi. Tiêu Nhã Phi mở mắt ra, anh Diệp, là anh. Thật sự là anh sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, là tôi. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt đều xông lại Tiểu Nhã. Diệp Bắc Minh đưa Tiêu Nhã Phi cho bọn họ, chăm sóc cô ta, kế tiếp cứ giao cho tôi. Được. Hai người gật đầu. Diệp Bắc Minh đi đến bên cạnh Lôi Bằng, cầm lấy trường mâu đâm xuyên qua ngực Lôi Bằng, nhịn đi, sẽ hơi đau đấy. Không có việc gì, tôi có thể chịu được. Lôi Bằng cắn răng, đôi mắt đỏ như máu. Diệp Bắc Minh dùng sức thật mạnh, rút trường mâu ra khỏi cơ thể Lôi Bằng. Anh đâm mấy cây ngân châm vào người hắn, sau đó lại đưa ra mấy viên đan dược, tự chăm sóc cho mình. Lôi Bằng gật đầu thật mạnh, yên tâm đi anh Diệp, tôi có thể bảo vệ tốt chính mình. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh phát hiện ra trên mặt đất cách đó không xa có đặt hơn 10 cái đầu. Trên cơ bản anh đều đã từng gặp qua những người này. Có vài người là hạ nhân nhà họ Diệp ở Côn Lôn Hư, có người là thuộc hạ của anh. Trong đó có một cái đầu trừng lớn mắt, chết không nhắm mắt. Lâm Thương Hải. Diệp Bắc Minh suýt nữa cắn nát răng, một sát khí điên cuồng ngập trời ngưng tụ. Vù vù vù. Trong lỗ mũi kỳ cuồng phun ra sóng nhiệt. Trong đôi mắt toàn là vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm bóng người kia. Lão ta thét dài một tiếng, Diệp Bắc Minh. Ha ha ha, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Cậu giết đứa con duy nhất của Huyết La Sát tôi, lão phu muốn khiến cậu muốn sống không được. Muốn chết không xong. Huyết đao trong tay kỳ cuồng quay cuồng, bay thẳng về phía đầu Diệp Bắc Minh, đánh xuống. Sát khí huyết sắc quay cuồng, bùng nổ giống như sấm sét. Diệp Bắc Minh giống như không nhìn thấy kỳ cuồng đang đánh tới vậy, vẫn nhìn chằm chằm đầu của Lâm Thương Hải, ông bạn già, từ nay về sau, nhà họ Lâm của ông chính là gia tộc số một Long Quốc, thậm chí là Côn Lôn Hư. Con cháu của ông, nhiều thế hệ sau sẽ vĩnh viễn được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Nếu con của ông, cháu của ông mà muốn tập võ, về sau mỗi một đời đều sẽ đứng đầu Côn Lôn Hư. Giọng nói của anh không có dao động quá lớn, chỉ có lạnh như băng vô tận. Lúc này, kỳ cuồng đã vọt tới trước người Diệp Bắc Minh, huyết đao điên cuồng hạ xuống. Trong cơ thể Diệp Bắc Minh, ma khí ngập trời quay cuồng. Kiếm Đoạn Long chủ động xuất hiện ở trong tay anh. Một kiếm chém ra, như có chớp giật. Mặt đất trong phạm vi vài trăm mét trực tiếp sụp đổ xuống, bụi mù đầy trời. Ầm ầm ầm. A! Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế truyền đến.
Đợi đến khi bụi mù tan đi, mọi người mới nhìn thấy được một màn khó quên nhất đời này. Cả người Kỷ Cuồng toàn là máu, nằm dạp dưới chân Diệp Bắc Minh, còn thê thảm hơn một con chó. Kỷ Cuồng! Sao có thể? Đám người Huyết Vân Tông vốn còn đang bình tĩnh uống trà, nhìn thấy một màn này tất cả đều run tay lên, chén trà rơi xuống đất. Hả? Đám người Côn Lôn Hư cũng đều ngây người. Bọn họ căn bản không nhìn thấu cảnh giới của Kỷ Cuồng. Chỉ biết là cho dù là ai dám phản kháng, đều sẽ bị giết bằng một chiêu. Diệp Bắc Minh lại đánh bại Kỷ Cuồng. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nhìn xuống Kỷ Cuồng, biết vì sao tôi không giết ông không? Bởi vì tôi muốn cho ông trải nghiệm cái gì gọi là thống khổ thực thụ. Diệp Bắc Minh khoát tay. Vèo 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 vèo. 159 cây châm đồng loạt hạ xuống. Vừa vặn chui vào trong 159 huyệt đạo của Kỷ Cuồng. A! À, Kỷ Cuồng phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống người, mà giống như lệ quỷ. Sau khi ông ta kịch liệt vặn vẹo hơn 10 giây. Không ngờ lại trực tiếp đau đến chết. Kỷ Cuồng! Nhóc con, cậu đúng là to gan, trưởng lão của Huyết Vân Tông mà cậu cũng dám giết ư. Đám người Huyết Vân Tông vô cùng tức giận, nằm mơ cũng không thể nghĩ đến Kỷ Cuồng lại chết như thế. Đây chính là huyết la sát đại danh lừng lẫy. Diệp Bắc Minh nhìn đám người Huyết Vân Tông bằng ánh mắt lạnh như băng, mấy người. Khung lão quái quát lên một tiếng lớn, con mẹ nó, một tên võ đế nho nhỏ mà cũng dám dõng dạc nói vậy sao? Đồng loạt ra tay, giết kẻ này. Giết! 7-8 người cảnh giới hợp nhất, 5 người cảnh giới thánh từ sơ kỳ đến trung kỳ, gần như là đồng loạt ra tay. Diệp Bắc Minh chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ. Đột nhiên, quát lớn một tiếng, vạn thú quy tụ, chỉ cần là người của Huyết Vân Tông, một người cũng không được bỏ qua. Ăn thịt hết bọn chúng cho tao. Ru! Đột nhiên, từ phía sau lưng vang lên tiếng gầm của ma thú. Tiếng gì vậy? Đám người của Huyết Vân Tông kinh hồn bạt vía. Không nhịn được quay đầu nhìn. Suýt! Tất cả hít khí lạnh, gần như sợ đến ngốc nghếch. Chỉ thấy, hàng triệu ma thú xông đến như thiên binh vạn mã. Ru! Hàng triệu ma thú cùng gầm thét, dẫn đến thú triều đáng sợ. Xông giết đến như thiên binh vạn mã, đám người Huyết Vân Tông hoàn toàn tuyệt vọng. A! À, một hồi tiếng kêu thảm ập đến, 4-5 người trực tiếp bị dẫm thành bùn thịt. Khung lão quái phản ứng lại, bỗng quát một tiếng, đột phá vòng vây, cùng tôi đột phá vòng vây. Cơ thể những người khác run lên, điên cuồng tấn công đàn thú. Nhưng vô ích! A! À, khung trưởng lão cứu mạng! Ngô trưởng lão cứu tôi với! Không! Tiếng kêu thảm vang lên. Xương máu ngập trời bùng nổ. Trong ánh mắt kinh sợ của đám người Côn Luân Hư, tất cả người của Huyết Vân Tông đều bị dẫm thành bùn thịt. Mọi người không ngừng hít khí lạnh. Diệp chủ thực sự có thể triệu tập hàng triệu ma thú ư. Cũng thật khủng bố quá rồi. Tôi còn cho rằng thú triều lần trước là sự cố, không ngờ lại đúng là do Diệp chủ triệu tập. Ma thú không có tình cảm, chỉ biết giết chóc, hung tàn hơn con người rất nhiều. Có hàng triệu ma thú trong tay, sau này ai còn là đối thủ của Diệp chủ? Đệ nhất Côn Luân Hư, hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người chừng mở to đôi mắt. Chấn hãi, tuyệt vọng. Lúc này, bên ngoài cấm địa Long Mạch đã yên tĩnh. Tất cả mọi người đều không dám tin vào mắt mình. Một người sai khiến hàng triệu ma thú. Làm sao có thể? Bách Hiểu Sinh nuốt nước miếng, Diệp chủ có thể sai khiến vạn thú, từ xưa đến nay chưa từng có. Tiêu diệt cao thủ thánh cảnh của Huyết Vân Tông, từ xưa đến nay chưa từng có. Cảnh giới võ đế đã trở thành đệ nhất Côn Luân Hư, từ xưa đến nay chưa từng có. Hôm nay, lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân cập nhật, Diệp chủ có thể liệt vào top 10. Mọi người kinh hãi. Diệp Bắc Minh đã khủng bố như vậy, mà mới lọt vào top 10 lịch sử bảng xếp hạng Côn Luân. Lúc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Ru! Hàng triệu ma thú đồng loạt bò dưới chân Diệp Bắc Minh, thận trong gầm thét. Đúng là hoàn toàn khác với ma thú khát máu vừa nãy. Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, tất cả làm tốt lắm, đây là phần thưởng cho chúng mày. Anh giơ tay, trực tiếp ném ra một nắm đan dược. Ru! Các ma thú vô cùng kích động, bao vây di chuyển quanh Diệp Bắc Minh không thôi. Một trăm mấy chục ngàn võ giả hóa đá tại chỗ. Đó đều là ma thú hung tàn sao? Tại sao dưới chân Diệp chủ, lại như con chó giữ nhà vậy?
Lôi Bằng kinh hãi đến trợn mắt há hốc miệng, vãi, anh Diệp, làm sao anh làm được? Hai người Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt cũng nhìn cảnh này với vẻ mặt kinh sợ. Tiêu Nhã Phi nở nụ cười, nhìn Diệp Bắc Minh một cách sùng bái. Bù! Đột nhiên, kết giới của cấm địa Long Mạch mở ra, Đạm Đài Yêu Yêu xuất hiện với sắc mặt nghiêm trọng, tiểu sư đệ, ngũ sư tỷ và thất sư tỷ bị thương rất nặng. Sắc mặt Diệp Bắc Minh nghiêm lại, giải tán hết đi. Gru! Hàng triệu ma thú gầm thét một tiếng, lưu luyến giải tán vào trong rừng cây. Ánh mắt chấn hãi của mọi người hồi lâu không thể bình tĩnh. Diệp Bắc Minh đang định tiến vào cấm địa Long Mạch. Liền chuyển ánh mắt nhìn sang Tiêu Nhã Phi, nói với Tiêu Đạo Sơn, tiền bối Tiêu, Nhã Phi bị thương chưa hồi phục. Trong cấm địa Long Mạch có thiên trì, có thể giúp cô ấy hồi phục thương tích. Có thể để tôi đưa cô ấy vào trong không? Tiêu Đạo Sơn kích động. Khuôn mặt già đỏ bừng. Tiền bối Tiêu. Ánh mắt của các võ giả khác của Côn Luân Hư nhìn Tiêu Đạo Sơn cũng hoàn toàn thay đổi. Ông ta thật may mắn. Diệp chủ lại gọi ông ta một tiếng tiền bối Tiêu. Bắt đầu từ bây giờ, sợ là cả Côn Luân Hư không có ai dám chọc vào nhà họ Tiêu nữa, một vài ông lão thầm cảm thán. Tiền bối Tiêu. Diệp Bắc Minh lại gọi một tiếng. Hoàng Phủ Nguyệt véo chồng một cái. Hả? Cuối cùng Tiêu Đạo Sơn phản ứng lại, được, được, được. Không vấn đề. Giao Tiêu Nhã Phi vào tay Diệp Bắc Minh. Công chúa đứng lên, đi vào trong kết giới của cấm địa Long Mạch, Lôi Bằng, vào đi. Vâng. Lôi Bằng kích động run lên. Tiến vào cấm địa Long Mạch, kết giới đóng lại. Tiêu Dung Phi đứng tại chỗ, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô ta lại đang ảo tưởng, nếu cô gái mà Diệp Bắc Minh bế là mình thì sẽ là cảnh tượng thế nào đây? Liền sau đó. Cả cấm địa Long Mạch bùng nổ, bàn tán xôn xao. Sâu trong một tòa sơn cốc màu đỏ máu, hàng năm bao trùm bởi xương độc. Huyết Vân Tông, mười mấy ngọn hồn đăng cùng tắt. Huyết La Sát chết rồi. Khung Lão Quái chết rồi. Ngô Lão Ma cũng chết rồi. Làm sao có thể? Ba ông lão cùng mở mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể giết ba người này? Diệp Bắc Minh bế Tiêu Nhã Phi, đi thẳng đến thiên trì. Nhã Phi, em ngâm mình trong thiên trì, long khí có thể giúp em hồi phục thương thế. Diệp Bắc Minh đặt Tiêu Nhã Phi xuống, anh đi thăm sư tỷ của anh. Được. Tiêu Nhã Phi ngoan ngoãn gật đầu. Diệp Bắc Minh và Đạm Đài Yêu Yêu tiến vào một tòa cung điện đá. Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên nhìn thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, kích động tiến lên. Cậu chủ. Chủ nhân. Lâm Thương Hải mất rồi, Lăng Thi Âm đỏ con mắt. Diệp Bắc Minh gật đầu, tôi biết rồi, sau này quan tâm chăm sóc người của nhà họ Lâm hơn. Vâng, sư tỷ của tôi đâu? Lăng Thi Âm dẫn Diệp Bắc Minh đi vào trong phòng. Đồng tử của Diệp Bắc Minh co lại, Liễu Như Khanh và Khương Tử Cơ nằm trên giường, chăn ga đã bị máu tươi nhuốm đỏ. Đạm Đài Yêu Yêu ôm miệng, gân cốt của thất sư tỷ bị vỡ hết rồi, trái tim tổn thương nghiêm trọng. Kinh mạch của ngũ sư tỷ đứt đoạn, tim vỡ nứt, nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh. Bù! Ánh mắt của Diệp Bắc Minh nghiêm lại, sử dụng con mắt thần ma. Tình trạng bên trong cơ thể hai người hiện ra rõ mồn một. Diệp Bắc Minh đỏ mắt, tiểu yêu tỷ tỷ, mọi người ra ngoài đi, đệ phải cứu người. Được! Đạm Đài Yêu Yêu gật đầu mạnh. Lăng Thi Âm và Ngô Khinh Diên đi theo sau ra ngoài. Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Đồng loạt cắm quỷ môn thập tam châm vào trong cơ thể của hai người. Nhưng, một ngày trước, hai người đã bị thương, rồi chạy đến nơi này. Mất máu quá nhiều. Sớm đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ dựa vào quỷ môn thập tam châm, vốn không thể khiến họ hồi phục như ban đầu. Diệp Bắc Minh đồng ý niệm, tiến vào trong tháp càn khôn chấn ngục, đến tầng thứ 10. Lấy tinh thần đỉnh ra. Anh giơ tay. Lòng bàn tay có thêm một viên tinh hạch ma thú màu tím. Tháp càn khôn chấn ngục kinh ngạc, cậu nhóc, cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh trả lời, tôi muốn dùng tinh hạch của ma thú cấp 10 luyện thành đan dược, cứu hai sư tỷ của tôi. Không được, quá lãng phí. Tháp càn khôn chấn ngục phản đối. Ánh mắt Diệp Bắc Minh kiên định, đối với hai sư tỷ mà nói, mạng của họ quan trọng hơn 100 viên tinh hạch ma thú cấp 10. Tháp càn khôn chấn ngục mau chóng nói, cậu nhóc, cậu quan tâm quá hóa loạn rồi. Còn có cách khác có thể cứu hai người này.
Dùng máu của cậu. Diệp Bắc Minh động trong lòng, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, trước khi cậu chưa dung hợp con mắt thần ma, cậu chưa thức tỉnh huyết mạch của cậu. Bây giờ, cậu đã thức tỉnh huyết mạch ma tộc, tôi nói với cậu cũng không sao. Tinh huyết sinh mệnh của ma thú có thể khiến con người sống lại, cậu biết điều này chứ? Diệp Bắc Minh gật đầu, đương nhiên. Máu của tôi cũng dùng được sao? Lúc trước bố của Chu Nhược Giai sống lại, chính là sử dụng tinh huyết sinh mệnh của ma thú cấp 9. Phí lời. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không nhịn được nói, huyết mạch chảy trong cơ thể cậu còn vượt xa ma thú bình thường. Ít nhất là huyết mạch cấp thú hoàng trở lên, máu của cậu có tác dụng hơn tinh huyết sinh mệnh của ma thú cấp 9 nhiều. Dùng máu của cậu hoàn toàn có thể hồi phục thương tích của họ. Diệp Bắc Minh mau chóng hỏi, tôi phải làm thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười xấu xa, có hai cách, thứ nhất, cậu trực tiếp, muốn, bọn họ. Phụt! Diệp Bắc Minh suýt phun ra máu. Khụ khụ khụ! Khuôn mặt đỏ bừng, ho khan dữ dội, ông nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà trực tiếp, muốn, bọn họ? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười lạnh lùng một tiếng, tuy bản tháp không phải là con người, chỉ là khí linh. Nhưng vẫn hiểu chuyện nam nữ, giống như cậu với Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vậy. Diệp Bắc Minh quyết đoán lắc đầu, đừng đùa nữa. Tạm thời không nói họ là sư tỷ của tôi, cho dù là hai người Nhược Giai và Nhược Tuyết. Bị thương nghiêm trọng như này, tôi làm sao mà tranh thủ lúc người ta bị nạn được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên lên tiếng, ai nói đây là tranh thủ lúc người bị nạn. Diệp Bắc Minh cau mày, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cũng cạn lời, cậu nhóc, cậu không hiểu thật hay giả vờ. Diệp Bắc Minh cau mày, tôi không hiểu thật. Việc này còn có thể cứu người. Xem ra cậu không hiểu thật. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, máu của cậu có thể cứu được họ, càng đừng nói là cái đó. Chỉ cần cậu và họ giao hợp, dùng tinh hoa của cậu hồi phục nội thương của họ, chẳng phải là nước chảy thành sông sao. Diệp Bắc Minh biến sắc, vãi, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Nếu anh còn không hiểu, thì chắc chắn là kẻ ngốc. Lắc đầu một cách nghiêm túc chính nghĩa, không được. Họ là sư tỷ của tôi làm vậy chính là cầm thú. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên nhả một câu, chẳng phải cậu là cầm thú sao? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, cách thứ hai thì sao? Ấy! Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thở dài một tiếng, hơi thất vọng, cách thứ hai, luyện hóa máu của chính cậu. Cô đọng ma huyết của cậu, cho họ uống. Được! Diệp Bắc Minh không chần chừ. Cứa rạch bàn tay của mình, chút máu tươi đầy tinh thần đỉnh. Phần thiên chi diễm bùng cháy, máu tươi lập tức sôi sục. 30 phút sau, ở dưới đáy tinh thần đỉnh, hai giọt ma huyết lấp lánh ánh sáng. Diệp Bắc Minh nhìn qua, hai giọt ma huyết giống như lỗ đen, khiến anh chấn động, đây chính là ma huyết trong cơ thể tôi ư. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cất giọng nghiêm trọng, cậu nhóc, ma huyết trong cơ thể cậu chỉ có 1/4, chỉ là cơ thể bán ma. Ma huyết của cơ thể bán ma, lại có độ thuần khiết khủng bố như vậy. Bố của cậu, sợ rằng không chỉ đơn giản là thú hoàng. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục muốn nói lại ngừng, cậu nên cứu người trước đi thì hơn. Diệp Bắc Minh không hỏi nhiều, mở đôi mắt. Anh giơ tay, hai giọt ma huyết xuất hiện trong lòng bàn tay. Lần lượt đút cho Liễu Như Khanh và Khương Tử Cơ uống. Kết hợp quỷ môn thập tam châm và đan dược. Diệp Bắc Minh dùng con mắt thần ma nhìn xuyên thấu, chấn kinh phát hiện. Thương tích trong cơ thể hai người lại đang hồi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Máu của tôi lại cường mạnh như vậy ư? Diệp Bắc Minh chấn kinh. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, cậu nói thừa hả? Lực sinh mệnh của ma tộc vốn cường mạnh. Chỉ cần cậu còn một hơi thở, ma huyết của ma tộc hàng đầu khiến người vừa chết đi có thể sống lại cũng không vấn đề. Đây cũng là lý do tại sao, một số ma tộc hàng đầu sẽ bị loài người truy giết đoạt máu. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Không đợi Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích. Bên tai vang lên một giọng nói yếu ớt, tiểu sư đệ. Diệp Bắc Minh ngồi bên giường, dìu đỡ Liễu Như Khanh ngồi dậy, thất sư tỷ. Khụ khụ. Khuôn mặt Liễu Như Khanh hơi tái nhợt, có chuyện gì vậy? Thương tích của tỷ hoàn toàn khỏi rồi. Rõ ràng tỷ bị một đám võ giả cấp cao không rõ lai lịch đánh trọng thương, sao đệ lại ở đây? Diệp Bắc Minh giải thích đầu đuôi sự việc một lượt, người đó tên là Kỳ Cuồng, đến từ Huyết Vân Tông của Đại Lục Chân Võ.
Nghe giải thích xong, Liễu Như Khanh hơi lo lắng, lỡ như lại có người của Huyết Vân Tông đến Côn Luân hư. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh nổi lên sát khí dao động, Huyết Vân Tông sẽ không có cơ hội nữa đâu. Lần này, đệ sẽ chủ động xuất kích, tiêu diệt bọn họ trước khi Huyết Vân Tông ra tay. Lúc này, trên người Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng khí tức cường mạnh. Thà chủ động xuất kích còn hơn là bị động. Thà giết nhầm hàng ngàn người, cũng sẽ không để người bên cạnh mình rơi vào nguy hiểm. Liễu Như Khanh hơi lo lắng, muốn tiêu diệt Huyết Vân Tông, sợ rằng không đơn giản. Diệp Bắc Minh cười nói, thất sư tỷ yên tâm, đương nhiên không phải bây giờ. Đợi để có đủ sức mạnh rồi tính. Được. Liễu Như Khanh cũng yên tâm. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ, sao ngũ sư tỷ vẫn chưa tỉnh lại. Hừ. Khương Tử Cơ hừ một tiếng, tỷ tỉnh lại từ lâu rồi, nhìn hai người tỷ tỷ đệ đệ, làm sao tỷ mặt dày tỉnh chứ. Diệp Bắc Minh kiểm tra kỹ lại cho hai người. Sau khi chắc chắn không vấn đề, liền gọi đám người Đạm Đài Yêu Yêu vào. Tiểu Yêu tỷ tỷ, sau đây giao cho mọi người đấy, để đi thăm Nhã Phi. Nhã Phi nào? Liễu Như Khanh nghi hoặc. Đạm Đài Yêu Yêu tỏ vẻ mặt bất lực, có lẽ là một đệ muội khác đấy. Ô, tiểu sư đệ, để ăn cơm trong bát mà còn ngó vào trong nồi hả? Khương Tử Cơ cười xấu xa, bên cạnh có nhiều cô gái xinh đẹp thế này mà đệ không xuống tay, còn muốn ra bên ngoài. Diệp Bắc Minh lúng túng, ngũ sư tỷ, tỷ nói đùa rồi. Hai người nghỉ ngơi cho tốt, để đi xem sao trước. Một mạch chuồn ra khỏi phòng. Kha kha kha. Phía sau vang lên trận cười. Vừa rời khỏi phòng. Đột nhiên, tượng đài định hình linh hồn ở không gian trong tháp càn khôn chấn ngục rung lên. Trong đầu vang lên giọng của Long Đế, Diệp Bắc Minh, bản đế có chuyện cầu xin cậu. Một huyết ảnh hiện lên trong tháp càn khôn chấn ngục. Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, Long Đế, ông nói đi. Long Đế đã rất lâu không lên tiếng rồi. Có lẽ trong thời gian này vẫn đang tạo lại thần hồn. Trừ phi anh rơi vào nguy hiểm, nếu không, gần như đều giữ trong trạng thái im lặng. Long Đế do dự một lúc, khí tức của ma huyết rất cường mạnh, tôi cần 10 giọt ma huyết của cậu, có thể tái tạo thân thể sống lại. Tôi biết yêu cầu này là làm khó cậu. Nhưng, bản đế sẽ không lấy không của cậu. Chúng ta giao dịch, cậu cho tôi 10 giọt ma huyết, tôi sẽ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, thản nhiên từ chối, không cần. Long Đế trầm mặc, hơi thất vọng. Một lát sau, ây, thở dài một tiếng, bất lực nói, thôi được, bản đế đã làm khó cậu rồi. Diệp Bắc Minh cười, tiền bối, tôi không cần ông cam kết gì hết. 10 giọt ma huyết này, tôi tặng cho ông miễn phí. Cái gì? Long Đế ngẩn người, tại sao? Diệp Bắc Minh mỉm cười, tiền bối, ông giúp tôi rất nhiều lần, 10 giọt ma huyết thôi, tặng ông thì đã làm sao? Nếu tôi còn đòi hỏi lợi ích từ ông, thì đúng là chẳng ra sao cả. Diệp Bắc Minh tôi là người có ơn báo ơn. Ha ha ha! Long Đế cười lớn, vô cùng sung sướng, tốt, Diệp Bắc Minh, cậu khá lắm. Bản đế đúng là không nhìn nhầm người, nếu cậu đồng ý, bản đế muốn nhận cậu làm đồ đệ. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, tiền bối Long Đế, ông đừng lấy oán trả ơn. Vãi! Long Đế không nhịn được chửi thề một câu. Tên nhóc này đúng là muốn ăn đòn. Ông ta chuyển giọng, nếu cậu đã không muốn, bản đế cũng không miễn cưỡng. Liền sau đó, huyết ảnh Long Đế vung tay, hai bản đồ hình thành từ huyết xương ngưng tụ hiện lên, bản đồ thứ nhất là vị trí của kho báu trước khi bản đế chết, tất cả báu vật bên trong, tặng hết cho cậu đấy. Tấm bản đồ thứ hai, nói thật là tôi cũng chưa từng đến, nhưng nơi này, he he. Diệp Bắc Minh nổi hứng thú. Rốt cuộc là nơi như thế nào mà khiến Long Đế đã ngã xuống mấy vạn năm cũng lưu luyến không quên. Diệp Bắc Minh hiếu kỳ, tiền bối, tấm bản đồ thứ hai này là nơi nào? Long Đế nhả ra bốn chữ, Lăng Mộ Thần Ma. Lăng Mộ Thần Ma. Diệp Bắc Minh hơi nghi hoặc. Long Đế nghiêm trọng gật đầu, đúng thế, Lăng Mộ Thần Ma. Nghe nói, nơi này là mộ huyệt chôn cất hàng trăm triệu thần ma của chư thiên vạn giới. Người nào có được Lăng Mộ Thần Ma, có thể trở thành cường giả đệ nhất vạn cổ. Nó nằm ở một góc của Đại Lục Chân Võ. Năm đó, bản đế đến Đại Lục Chân Võ, chính là để tìm kiếm Lăng Mộ Thần Ma. Chỉ tiếc là, bị kẻ thù đánh trọng thương, chỉ còn lại một chút tàn hồn.
Diệp Bắc Minh có hứng thú, bên trong lăng mộ thần ma chôn thần ma thật ư? Đương nhiên. Long đế gật đầu. Diệp Bắc Minh thấy kỳ lạ hỏi, nếu đã là thần ma, tại sao lại chết chứ? Thần ma, phải có tuổi thọ vô cùng vô tận mới đúng. Long đế ngẩn người. Không biết trả lời thế nào. Một lát sau, ông ta mới lắc đầu, cậu đúng là hỏi làm tôi chóng mặt rồi, nhưng tôi có thể nói với cậu, bất kỳ người nào cũng đều phải chết. Kể cả thần ma. Diệp Bắc Minh tiện miệng hỏi một câu, vậy phải làm thế nào mới không chết? Long đế cười, cậu nhóc giỏi lắm, dã tâm của cậu lại lớn như vậy sao? Muốn bất tử bất diệt, trừ phi cậu có thể nắm giữ luân hồi. Chỉ có người nắm giữ luân hồi mới không chết, nếu không, giống như bản đế nói, thần ma cũng sẽ ngã xuống. Diệp Bắc Minh sờ cằm, nắm giữ luân hồi sao? Trong khi hai người trò chuyện, bất giác, Diệp Bắc Minh đã về đến thiên trì. Tiêu Nhã Phi ngâm mình không nước, dập dờn sóng nước, làn da mềm mại. Mặt nước vừa hay không qua lồng ngực của cô ta. Nước của thiên trì trong suốt. Cho dù Tiêu Nhã Phi mặc nội y, vẫn có thể nhìn rõ đường cong tuyệt diệu của cô ta. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh, Tiêu Nhã Phi trực tiếp đứng lên từ trong nước, anh đến rồi, nước của thiên trì này đúng là có hiệu quả rất tốt. Em mới ngâm một lúc thôi, đã cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Rào rào. Cơ thể của Tiêu Nhã Phi rời khỏi mặt nước. Áo dính sát vào người, dãy núi nổi lên, khe núi căng chặt. Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng, Nhã Phi, em mặc áo vào trước đi. Ấy, Tiêu Nhã Phi mới phát hiện tình trạng của mình, hơi đỏ mặt. Dùng nội lực làm khô cơ thể, mặc một chiếc váy liền thân trước mặt Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lấy ra một chai thuốc cao, em cầm lấy cao ngọc cơ này, bôi lên miệng vết thương là được, sẽ không để lại sẹo. Cảm ơn anh Diệp. Tiêu Nhã Phi mím môi cười. Diệp Bắc Minh mới nghiêm túc lên tiếng, Nhã Phi, sau này gặp phải chuyện nguy hiểm, đầu tiên là tự bảo vệ mình. Tuyệt đối đừng mạo hiểm, một lần hai lần, nói không chừng anh có thể cứu em. Chẳng may hôm nào đó anh không thể kịp thời đến, hậu quả không thể tưởng tượng được. Anh Diệp, em nghe anh. Tiêu Nhã Phi cười nhàn nhạt, ngoan ngoãn gật đầu, khóe miệng hiện lên núm đồng tiền. Không hổ là cô gái đứng thứ nhất bảng xếp hạng nữ thần Côn Luân Hư. Cười một cái là nghiêng thành, có lẽ là nói về mỹ nữ cực phẩm như Tiêu Nhã Phi. Tiêu Nhã Phi chớp mắt, anh Diệp, em có đẹp không? Khụ khụ, cái gì? Diệp Bắc Minh ho khan hai tiếng. Phụt, Tiêu Nhã Phi ôm miệng cười trộm, thế anh nhìn người ta như thế làm gì? Nếu anh Diệp thích ngắm, ngày nào em cũng cho anh ngắm, được không? Diệp Bắc Minh đỏ mặt. Đối diện với kẻ địch, anh có thể sát phạt quyết đoán, khi đối diện với cô bé con này, lại bị người ta hỏi cho cứng người. Anh Diệp quan tâm người ta, hay là để ý người ta? Lúc này, Lôi Bằng vội vã đi đến, anh Diệp, ở lối vào kết giới, có hai người đến xin gặp. Diệp Bắc Minh mau chóng đi về phía lối vào kết giới, đi thôi, đi xem sao. Đi ra khỏi cấm địa Long Mạch, một trăm mấy chục ngàn võ giả vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đi ra, tất cả kích động nhìn qua. Lăng Thiên Hùng đi đến, Diệp chủ, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Lần trước cậu không từ mà biệt, chúng tôi ở thiên hạ đệ nhất các đã đợi cậu rất lâu đấy. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, lần trước có việc làm lỡ mất, đi thôi, chúng ta đến thiên hạ đệ nhất các. Lăng Thiên Hùng nhả ra một chữ, được. Bỗng nhiên, Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt đi đến, Diệp chủ, tình hình Nhã Phi thế nào rồi? Diệp Bắc Minh, em gái của tôi vẫn ổn chứ, Tiêu Dung Phi theo phía sau cũng không nhịn được hỏi. Diệp Bắc Minh gật đầu, Nhã Phi không sao, tạm thời còn đang dưỡng thương trong cấm địa Long Mạch. Đợi cô ấy hoàn toàn hồi phục, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà họ Tiêu. Tiêu Đạo Sơn và Hoàng Phủ Nguyệt quay sang nhìn nhau một cái, cảm ơn Diệp chủ. Diệp Bắc Minh cũng không ở lại lâu. Trước mặt hàng trăm ngàn võ giả, quát lớn một tiếng, vạn thú tập hợp. Liền sau đó, gru, bầu không khí chấn động, hàng triệu ma thú bay đến. Cả hiện trường chấn động kinh hãi, dọa cho trái tim mọi người cũng sắp ngừng đập. Sắc mặt mọi người thay đổi. Nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kính sợ. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh lập tức hạ lệnh, tất cả nghe lệnh. Gru, hàng triệu ma thú cùng đồng thanh gầm thét, tất cả xếp hàng. Bắt đầu từ bây giờ, trong vòng 30 dặm bán kính cấm địa Long Mạch,
cấm bất kỳ người nào đặt chân tới. Kẻ nào vi phạm, giết không tha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.